Ví dụ mình nhìn một cái gì đó rồi mình nhận thức nó là đúng, cái mình vui. Mình nhận thức nó sai thì mình giận. Mình nhận thức cái điều đó nó xấu thì mình lại hờn, vân vân. Nói chung là mừng, giận, vui buồn, thương ghét, tất cả những cái cảm xúc mà chúng ta có được trong đời sống hàng ngày là nó tùy theo cái nhận thức của mỗi người chúng ta. Rồi bây giờ quý vị kiểm lại, có lần nào mình nhận thức mình giận người đó, sau đó mình phát hiện là mình bị lầm không? Có không? À, rồi lầm rồi có can đảm xin lỗi không? À, ít lắm. Lờ lờ luôn rồi phải không? Nhưng rồi mình tự nói với mình á, là có dịp nào mình sẽ không như vậy. Nhưng mà rồi mình vẫn như vậy. Tại sao vậy? Tại vì mình không có tu. Tu là gì? Tức là mình nhận cái đó sai nhưng mà mình vẫn không sửa. Rồi mình cứ để cho cái đó nó cứ lặp đi lặp lại, nó thành một cái nghiệp. Cái gì mà nó lặp đi lặp lại, nó thành một cái thói quen của chúng ta thì cái đó gọi là nghiệp, chứ không có gì hết á. Mà nếu mà có thói quen này nó dở thì lâu ngày nó thành cái nghiệp xấu. Ví dụ như bây giờ mình có cái tính ghen, rồi mình mà mở một cái cửa tiệm, rồi mình làm ăn trong đó, hay vợ mình làm thư ký ở chỗ đó, rồi ai vô nói chuyện vui vẻ, mà vợ mình thì nghĩ đơn giản là mình muốn tiệm làm ăn tốt thì mình phải vui vẻ, hoạt bát, cởi mở với khách hàng. Mình trong kia mình ngó ra cái bắt đầu mình ghen, do cái nhận thức của mình như vậy, phải không? Rồi bao mỗi một lần như vậy là thế nào, chiều về làm mệt cái xác, rồi về nhà thêm trận mệt tâm. Rồi cái 3 ngày 7 bữa không nhìn nhau, không nói nhau, cái bắt đầu mình thấy mình cũng hơi kỳ kỳ. Cái đầu mình giả lả, mình làm quen, mình nói chuyện lại. Nhưng mà rồi cái đó nó cũng tái đi tái lại. Mình cũng chán cái cách sống này. Mà người chán nhất là ai? Là cái cô thư ký đó. Bị gì cổ cứ bị bình hoài mà cô, mình không thoát được. Thành thử cái đó là một nhận thức, là một cái nhận thức mà mình sống theo cái tập nghiệp của mình. Và thưa đại chúng, bây giờ mình ngồi đây, tất cả chúng ta có đồng ý là ai cũng có nghiệp không? Mình nghiệp dữ lắm. Có điều là mỏng hay dày, nhiều hay ít thôi, chứ không có ai không có. Không ai dám vỗ ngược xưng danh nó tôi hết nghiệp rồi. Nguy hiểm nha. Hết nghiệp là không có ở đây. Hết nghiệp ở trển. Mình còn nghiệp. Nhưng mà cái quan trọng là mình biết chuyển nghiệp, chứ mình không có hết nghiệp. Cái tu của chúng ta là chúng ta cố gắng để chúng ta chuyển cái nghiệp của mình. Mà mình chuyển được cái nghiệp của mình thì mình có hạnh phúc, mình có an vui. Thưa đại chúng, mình dời phong thủy, dời nhe, dời cái cửa, dời cái bàn, dời ghế, dời cục gạch, không bằng dời cái cách sống. Mình phong thủy không bằng mình phong thủy của chính mình. Cho nên Khổng Tử nói á, tâm mà bất chánh phong thủy vô ích. Đó là lời Khổng Tử nói. Nghĩa là cái tâm mình chưa yên. Cái chữ bất chánh ở đây á, nó không, cũng không có nghĩa rộng, hay là một cái nghĩa là chúng ta nghĩ là cái xấu ác. Tức là cái tâm mình nó không có ngay, lúc nào mình cũng nghĩ cái điều lệch. Cái lệch á, gọi là tà, cái ngay gọi là chánh. Cho nên tâm mình không nghĩ chánh mà cứ nghĩ cái điều tà thì phong thủy vô ích. Bởi vì phong thủy nào, ví dụ mình mai mình dỡ cửa mốt bây giờ mà cái tâm niệm sống không đổi thì ai mà chịu mình cho nổi. Thì cuối cùng người đó cũng dời luôn, nghĩa là dời nhà, chứ không phải là dời gì hết. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải thấy được, mình phải trở lại để mình thấy được cái nhận thức của mình, mà lâu nay mình sống bằng cái gì. Đức Phật gọi chúng ta có bốn cái nhận thức. Một là nhận thức của phàm phu.
Giờ giải thích chữ phàm phu. Phàm phu là gì? Đơn giản lắm. Phàm phu nghĩa là người tầm thường, hiểu biết nông cạn, gọi là phàm phu. Mà nếu mà mình tệ nữa đó, là hai chữ gì kế bên? Tục tử. Phàm phu là chuyện bình thường, nhưng mà mình không muốn làm phàm phu tục tử. Tục tử là gì? Là cái người tầm thường mà lại sống bằng cái tâm đó nữa. Tất cả chúng ta ngồi đây, tu không tu gì cũng là phàm phu hết, là người thường. Mà chính mình là phàm phu, cho nên mình quy y Phật để mình làm Phật tử. Phàm phu Phật tử còn hơn là phàm phu tục tử. Bởi mình quy y Phật là để mang cái năng lượng Phật vô trong mình, để mình chuyển cái tục tử đi. Tuy mình sống trong cõi đời, tuy mình vẫn sống trong cõi phàm, và mình vẫn là một người phàm. Mà phàm thì nó đi ngược với gì? Thánh. Phải không? Phàm là nó đi ngược với thánh. Cái lời nói, cái nhận thức của mình sai, cho nên rồi lời nói mình nó cũng sai. Cho nên cái đó gọi là tà kiến dẫn tới tà tư duy, tà tư duy dẫn đến tà ngữ, tà ngữ dẫn tới tà tinh tấn, dẫn tới tà nghiệp, tà định, vân vân. Cho nên một cái mà nó tà, nó dẫn nguyên đà tà theo. Một cái mà chánh thì nó gánh nguyên gánh chánh theo. Mà sự thật là vậy. Ví dụ mình thấy đúng, mà thấy mà đúng là suy nghĩ đúng, suy nghĩ đúng là miệng nói đúng. Cho nên thấy đúng là chánh kiến, nghĩ đúng là chánh tư duy, nói đúng là chánh nghiệp, là chánh ngữ. Mà hành động mà sống đời sống đúng gọi là chánh nghiệp. Rồi siêng năng truyền bá cái đó đúng gọi là chánh tinh tấn. Còn một khi mà mình nhận thức nó sai, mình nói sai. Ví dụ nè, ví dụ như là mình có một cái nhận thức đây, Phật Di Đà lớn hơn Phật Thích Ca, cho nên là phải treo Phật Thích Ca cao hơn. Thật sự ra chỉ có mình tranh chỗ ngồi chứ Phật nào tranh đâu. Bây giờ mình để Ngài ngồi đâu, Ngài cũng chẳng nói I sit in the wrong place. Ngài không hề nói câu đó. Nhưng mà tại cái nhận thức của mình. Rồi cái mình nghe cái kinh Địa Tạng, mình nói đừng tụng Địa Tạng. Nếu muốn tụng Địa Tạng chỉ được tụng ở chùa thôi. Kinh Địa Tạng mà đem về nhà tụng vong nó theo. Đó là một nhận thức bình thường quá. Nhận thức sai. Mà khi nhận thức sai, suy nghĩ sai rồi phải không? Nhận thức sai thì cách bắt buộc phải đi truyền bá, nói cho người khác đừng tụng Địa Tạng ở nhà. Mà siêng lắm, nghe ai tụng Địa Tạng để tôi xin số phone tôi gọi. Tôi nói, trời ta không biết, mình nói cho ta biết. Mà mình có gì chắc để mà cái biết mình đúng không? Cho nên không, nếu như trong kinh mà nói câu đó cũng còn phải suy nghĩ lại nữa, chứ đừng nói là tự do mình nói. Có kinh điển nào nói câu đó đâu. Đọc hết kinh Địa Tạng coi có chữ nào câu nào trong thế là kinh này chỉ được tụng ở chùa không. Mà mình tự biến chế ra. Đó là mình là tu, mà mình tu mà không thành chánh quả, mà tu họ biến. Cho nên á, cái nhận thức đầu tiên gọi là phàm phu nhận thức, là cái nhận thức của phàm phu. Và phàm phu là người bình thường, là cái nhận thức nông cạn. Chúng ta đều là phàm phu hết, không có ai mà giỏi gì hết trơn á. Nhưng mà bởi vì chúng ta là phàm phu, cho nên chúng ta biết mình còn nông cạn, hiểu biết kém, cho nên mình mới đi tìm chân lý. Đi tìm chân lý như Đức Phật đi tầm đạo vậy đó. Đức Phật cũng phải đi tầm đạo. Mà quý vị đọc sử coi có vị tổ nào mà không do đi tầm đạo mà để gặp minh sư không? Và vì tầm đạo là gì? Đó là chúng ta nhận thức chúng ta còn sống trong mê lầm, cho nên chúng ta mới đi tìm một cái hướng. Ngài Huyền Trang, Ngài biết rằng ở xứ Trung Quốc không có những cái kinh điển đầy đủ, cho nên Ngài muốn học hạnh của người xưa
đi qua Ấn Độ để đem kinh sách trở về. Mà trước ngày Huyền Trang là đó có ngài Pháp Hiển rồi. Ngài Pháp Hiển đã từng đi Ấn Độ rồi. Cho nên ngài Huyền Trang không phải là người đầu tiên từ Trung Quốc sang Ấn Độ, mà trước đó là có những vị khác, mà trong đó như là ngài Pháp Hiển. Cho nên rồi ngài Huyền Trang mới học hạnh của ngài Pháp Hiển muốn đi qua Ấn Độ. Nhưng mà tại sao ngài Huyền Trang được nổi bật? Bởi vì cái sự đi về của ngài Huyền Trang, ngài đã viết lại một cái quyển gọi là Đại Đường Tây Vực Ký. Và đồng thời cái chuyến đi của ngài nó được hư cấu hóa thành một bộ câu chuyện gọi là gì? Tây Du Ký. Và quý vị nhớ là toàn bộ Tây Du Ký không có thật. Một nhân vật có thật duy nhất trong đó thôi, đó là ngài Huyền Trang. Còn ba anh kia không có. Ngộ Không không có, Bát Giới không có, Sa Tăng không có. Và câu chuyện ngài Huyền Trang là con của một vị quan rồi bị bỏ trôi ở dưới sông rồi chùa lượm vô nuôi cũng là hư cấu. Đã nói là hư cấu thì toàn bộ câu chuyện đó lấy nhân vật có thật trong lịch sử, đó là ngài Huyền Trang, để viết nên một bộ câu chuyện Tây Du Ký. Mà Tây Du Ký đó nó chuyên chở cái đạo lý ở trong đó. Cho nên ngài Huyền Trang là một con người bình thường, nhưng vì phát cái tâm dũng mãnh muốn đi tìm cho đất nước của mình, cho bản thân mình một bộ kinh điển gọi là Đi Thỉnh Kinh. Bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây có phải là ngài Huyền Trang đang đi thỉnh kinh không? Đó. Nhưng mà rồi mình đi vô trong chùa, mình nghe đâu có pháp, ở đâu có đạo tràng, ở đâu có tu học, là mình đi tới mình cầu pháp. Nhưng mà khi mình đi cầu như vậy á, đi cầu kinh như vậy đó, mình cũng dẫn theo ba đứa đệ tử. Ba đứa đệ tử đó là tham, sân, si, mà biểu tượng qua ba anh. Ngộ Không là sân, Bát Giới là tham, Sa Tăng là si. Quý vị nhớ là cái hình ảnh tham là con heo mà. Ham ăn, có không? Ham ngủ, ham tiền, ham sắc, ham danh, gọi là ngũ dục. Cái anh con heo đó anh có đủ hết á. Cho nên ảnh gọi là một cái người tham muốn mà biểu tượng qua con gì? Con heo. Còn cái người mà nổi nóng sân hận mà lóc chóc biểu tượng qua con khỉ. Nó nóng nhưng mà nó lanh lợi, mà cái lanh lợi này á nó không yên vậy, và nó thiếu sự tu tập. Cho nên đôi lúc nó cũng tự thầy nó luôn. Đôi lúc nó cũng quậy, nó muốn làm tề thiên. Tề thiên là gì? Bằng trời. Ông đại thánh muốn bằng trời cho nên gọi là tề thiên đại thánh. Cho nên đời này mà ai mà nhà cốt mà nhập về mà nó múa mai mà nó ta đây là tề thiên đại thánh đó. Đó không phải đâu. Trên đời này làm gì có ông tề thiên thiệt mà nhập vô ai? Cho nên không có cái cốt nào mà cốt tề thiên hết. Chỉ có người nào mà lý mấy đứa nhỏ mà nó liếng khỉ quá, mình mới nói mày chắc cốt tề thiên. Là mình lấy cái tựa, cái hình ảnh đó thôi. Nhưng mà ba cái người nhân vật tham sân si đó đi theo ông thầy là theo mình nè. Trong mình cũng có ba đứa đệ tử đó đó. Mình vô này mình tu. Mà vô trong này mình tu là trời ơi, mình đủ ba nghiệp, nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si. Cho nên mình mới tu giới, tu định, tu tuệ để mình chuyển cái đó. Như vậy thì mình là phàm phu, nhưng mà phàm phu biết hướng thượng. Cho nên thì hồi xưa là phàm phu tục tử, bây giờ là phàm phu Phật tử. Cũng là Phật tử, nhưng mà cũng là phàm phu, nhưng phàm phu trong hàng đệ tử Phật, cho nên nó đỡ lắm. Phàm phu đó, nhưng mà cũng còn biết tu. Tham cũng còn, nhưng mà cũng còn biết bố thí. Sân cũng còn, mà thỉnh thoảng biết nguội. Si cũng còn, mà đôi lúc tỉnh. Thấy không? Thành thử đỡ không? Quy y rồi đỡ lắm. Cho nên phải quy y. Đừng nói thôi, tôi còn tham sân si lắm. Khi nào tôi hết tham sân si, tôi mới quy y. Trời đất ơi,
quy y rồi mà nó chưa hết. Không lẽ không quy y mà nó còn á, nó hết nè. Quy y rồi mình mới tu, tu rồi từ từ nó mới giảm, nó mới hết. Chứ còn mình còn tham sân si mà biểu nó tự hết sao hết được. Cho nên người nào mà nói tôi còn tham sân si, nhớ nó vậy, quy y lẹ lẹ gấp gấp. Nó tánh tôi còn nóng lắm, khi nào tôi nguội tôi mới quy y. Tánh nóng thì phải tu để cho nó nguội, chứ còn tánh nóng mà để yên, người ta cứ chọc ghẹo nóng hoài, lửa mà cứ mở hoài lấy gì nó nguội. Cho nên có tu có đạo. Cho nên thứ nhất là nhận thức của phàm phu. Mà nhận thức của phàm phu là lấy cái gì mà nhận thức? Sáu căn. Đây, phàm phu nhận thức bằng sáu căn. Mắt nhìn thấy cảnh, sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Tai nghe tiếng, sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Mũi ngửi mùi, rồi vậy sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Mà cứ cả ngày sáu căn nó hoành hành. Không thấy thì cũng phải nghe, không nghe cũng phải ngửi, không ngửi thì nếm. Có đôi khi làm sáu thứ luôn. Ngửi, nếm, xúc, chạm, nhận thức gì hết. Cả ngày mình cứ trôi lăn. Rồi đại chúng nghĩ có phải không? Như bây giờ mình muốn chuyển cái đó phải làm gì? Cho nên mình phải tập mình ngồi thiền, mình tập mình tụng kinh, mình niệm Phật. Để làm chi? Để mình đưa cái phàm phu đó trở về chút xíu cái chỗ gọi là thánh hiền. Bây giờ mắt nó cũng thích nhìn phải không? Thôi nhìn Phật. Mắt nó thích là nói phải không? Đọc kinh. Mũi thích ngửi phải không? Ngửi nhang trầm. Tai thích nghe phải không? Nghe chua nghe mỏ. Cho nên một giờ đồng hồ đưa sáu căn trở về chuyển phàm làm thánh trong tiếng đó. Một tiếng đó nha, mà cũng chưa chắc nữa đó. Ngồi tụng vậy chứ hết giờ chưa tới giờ, nghe nói nó xeo đồ tới 6 giờ bắt đầu mình tăng speed lên. Nhất là mấy cái bài chú giảng sanh rồi đó nha, là được quyền tụng nhanh là bắt đầu tăng tốc độ lên, tụng cho lẹ để đi mua đồ xeo chứ. Cho nên cái phàm phu của chúng ta, cái nhận thức phàm phu. Nhưng mà chúng ta lấy cái gì để chúng ta buồn vui biết không? Cái thức. Cái thức là cái phân biệt. Cái thức là cái phân biệt. Ví dụ nè, người đời á, học mà biết gọi là học thức. Gom mấy cái của người ta lợi làm của mình gọi là trí thức. Rồi mình nhìn gom những cái thấy của người khác gọi là kiến thức. Nhưng mà cho dù là học thức, trí thức, kiến thức cũng còn là thức. Mà thức là còn phân biệt mà chưa phải cái của mình, mà toàn vay mượn của người khác. Mà cái vay mượn của người khác là cái thức thôi, là cái phân biệt. Mà còn cái phân biệt là còn gì? Hơn thua. Ví dụ bây giờ mình nhìn mình Hoa, mắt nhìn cái Hoa bữa nay cắm đẹp. Nhưng mà tôi nghĩ bắt đầu phân biệt nha, cắm xấu hơn kỳ rồi ổng qua. Khiều bà kế bên nữa, Hoa cắm xấu hơn kỳ trước. Chị kia chỉ không tin, bắt đầu quẹt cái phone cái tôi chỉ bà coi. Quý vị thấy không, nó làm việc ghê gớm không? Con mắt nó thấy, cái phân biệt nó có, mà phương tiện mà cho cái phân biệt nó đầy đủ là cái phone rồi lưu hình ảnh đó, đem ra tạo tác cho nó. Nó là cái duyên để mình sanh cái này nữa. Cho nên nó cuộc sống của chúng ta mà vật chất càng nhiều chừng nào, hình ảnh nhiều chừng nào, nó cũng dễ dàng cho mình sống lôi cuốn. Cái đó không có gì sai. Pháp Hòa chỉ nói để chúng ta nhận thức, để chúng ta biết như vậy, rồi mỗi khi cái gì nó tới cái mình biết điểm tên đó. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa, quý vị nhìn cái hoa này nè, mà quý vị không đắm đuối gì cái hoa này hết á, mà chẳng có phân biệt kỳ trước kỳ gì hết trơn, bữa nay biết bữa nay vậy thôi, thì cái này là mắt là căn, bình hoa là cảnh, biết vậy thôi. Cái này gọi là trí. Trí là gì? Trí
trí là không có phân biệt, nhìn cái gì biết cái đó, mà không có so sánh. Hễ có so sánh là có khổ đau, có phiền não, có tranh chấp. Ví dụ như bữa nay cắm bông vậy, nơi cô Năm, bà Năm cắm thua bà Tám. Có so sánh rồi. Mà nhận thức là có so sánh là có gì? Có tranh chấp. Bà đang nói hồi cái nhớ trực là trời ơi, tôi nói nhầm bà Tám rưỡi rồi. Khiều bà Tám rưỡi nói, ê, tôi nói vậy thôi đừng nói bà nghe bà chửi tôi chết nghe. Thấy chưa? Cho nên mình mới thấy là phiền não nó sanh, nó sanh khởi từ đó. Mà nói như vậy để làm chi? Phật là người toàn giác, là Phật có cái nhìn, là Phật nói cho chúng ta biết, để chúng ta cái gì nó đến thì chúng ta biết tâm mình đang ứng hiện sống khởi cách nào. Mình biết để làm chi phải không? Để mình lùi thắng lại bớt. Mà mình cứ song song mình sống cái kiểu đó, mình khổ chứ ai chưa ai khổ. Cái người thứ hai xung quanh mình họ khổ là chuyện đành, nhưng mà mình là cái người khổ nhất, là tại vì cả ngày mình với cái sống bằng cái vọng động đó mà mình không yên. Thế cho nên rồi á, mình nghe người ta nói á, tụng kinh như con vẹt tụng chi cả, cũng đâu có biết, đâu có nhận, đâu có lấy trí tuệ soi sáng gì đâu, cứ nghe người ta nói vậy cái nói y vậy đó, cũng là một dạng học thức, kiến thức, tri thức thôi, chứ cũng không phải do từ trí tuệ mình soi sáng. Cái người mà ta có trí, ta soi sáng, ta không nói vậy. Mà nếu mà cái soi sáng trí tuệ là trời ơi, người ta chịu tụng kinh như vậy là mừng rồi, đỡ hơn nó không chịu tụng. Bây giờ nó tụng nó không hiểu mà nó chịu tụng còn hơn mình hiểu quá trời mà không chịu tụng. Muốn cái gì? Muốn cái nào? Đó. Chờ cái bà đó, bà nói bà đó mà đi chùa vậy bà còn giữ thế mồ kệ, bà giữ mà bà còn giữ chùa. Không? Mà bà đi chùa riết là từ từ nó mới hết. Cho nên cái người mà người ta giữ mà người ta chịu đi chùa thì cũng còn hơn là không đi. Cho nên vô trong đó là nhúng một cái rồi đi ra cũng được, lâu ngày nó mới thấm. Cho nên cái nhận thức đầu tiên là phàm phu nhận thức. Mà phàm phu nhận thức là qua ba cái gì? Một á, là tự ngã, tức là mình thấy biết theo quan điểm cái này cái kia cái khái cái quấy đó, đó là so sánh. Rồi kế đến là gì nữa? Tranh thua, tranh đua đó. Này hơn kia, kia thua nọ đó. Rồi kế đó là gì? Chiếm hữu, có cái tham trong đó. Cái này mà giao tôi làm 5 phút mà còn đẹp hơn nhiều. Mà hỏi chị có bao giờ làm không? Ui, làm chi? Không bao giờ làm. Nhưng mà lúc nào cũng nói cái kiểu đó. Đó là phàm phu nhận thức. Phàm phu nhận thức là thấy dụng sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhìn sáu xứ: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sanh ra sáu thứ phân biệt: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức vậy đó. 6 lần 3 = 18. Mà nhận thức như vậy rồi làm gì? So sánh, hơn thua, tự ngã. Đó là vô minh nhận thức. Cái thứ hai gọi là hữu học nhận thức. Cái nhận thức của bậc hữu học, bậc hữu học là bậc gì? Là cái người đoạn được cái thân kiến. Xưa đại chúng trước khi nói, Pháp Hòa nói một chút xíu là hữu học á, thì nó ngược với vô học. Quý vị nhớ trong kinh thầy nói hữu học vô học không? Nhất là kinh Pháp Hoa đó, mình có cái phẩm gọi là hữu học vô học thọ ký đó. Hữu học là gì? Là những người còn học. Còn vô học là gì? Dám nói những người không học đúng không? Vô học là những người không còn gì để học. Nghĩa là họ đã học rồi, họ học rồi, họ thẩm thấu rồi, họ không còn gì để học, gọi là vô học. Còn chúng ta là những người từ cái hữu học, từ cái phàm phu, đó là nhận thức của phàm phu. Mà nhận thức của người hữu học á, nó đỡ hơn là sao? Bởi vì người này đoạn được những cái thấy sai lầm.
và đoạn được cái sự nghi ngờ. Cho nên người này có hạnh phúc hơn người phàm phu. Người phàm phu là nhìn đau khổ đó, tại vì phàm phu nhìn rồi phán xét, còn hữu học là nhìn có suy tư, có quán chiếu, hai cái nó khác. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, cái người mà hữu học á, người ta thấy cái đó, người ta có thể nhận thức giống y như phàm phu đó, nhưng mà may mắn á, là người ta không nói liền. Người ta lắng xuống, người ta suy nghĩ lý có thể nào sự việc như vậy cho nên người đó mới vậy không. Người ta có một chút tư duy, người ta có một chút quán chiếu, người ta có một chút gọi là suy nghĩ để giúp cho người ta chuyển hóa cái lầm, cái trách đó. Cái người hữu học á, đoạn được cái thân kiến. Thân kiến là gì? Là cái thấy sai quấy về cái thân. Ví dụ phàm phu mình mà nhìn thân, thì thấy thân này sao? Thân này thiệt, thân này là trường tồn, thân này là đẹp, vân vân. Nhưng mà cái người hữu học họ nhìn thân này, nói thân này vô thường, thân này bất tịnh. Vì bất tịnh cho nên á, lỡ hôm nào mà nó bệnh một chút, nó đau một chút á, thì cứ người phàm phu là la làng rồi nha. Trời ơi trời, tôi ăn đồ bổ hoài mà sao nó bệnh. Còn cái người mà hữu học chút á, họ nói ăn thì ăn, chứ nếu ai ăn yến mà cũng không bệnh thì yến, con yến nó không có bệnh. Thí dụ vậy. Hay là mình nói mình có cái thân, có thân nên khổ vì thân. Đó là cái nhìn của người hữu học. Còn cái người phàm phu là người ta nghĩ gì? Thân này mãi mãi trường tồn, cho nên đau chút ta khổ, trầy tai chút người ta buồn. Còn cái người mà hữu học ta nhìn, ta thấy, thí dụ như này, đấy, cái nắp này nè, rớt xuống rồi. Đố quý vị cái nắp này có lần nào bị rớt chưa? Có không? Có. Cái rớt này có từng rớt rồi, mà gặp người phàm phu là dục rồi đó, tại vì nó mẻ nè. Phàm phu mà đem dục đó là tại sao phải không? Để á, thì xài nó kỳ, mà dục á thì tiếc uổng. Đây là cái suy nghĩ của phàm phu nha. Nhưng mà người hữu học họ nhìn khác, họ nói ô không sao, nó mẻ chứ nó chưa bể, lắp miếng băng keo vô để đừng đứt tay là được rồi, miễn sao có đậy ly nước là ok. Đấy, cái này là nhìn, cái nhìn của người hữu học. Còn cái nhìn của người vô học là dục á. Cái xin lỗi, cái người phàm phu chứ. Là phàm phu là mình suy nghĩ là đơn giản thôi, để thì nó kỳ quá, mà đem dục nó đi thì uống, cho nên cứ cất, không xài nhưng mà cất. Còn người hữu học tại sao phải cất? Có là để xài, ăn thua biết chỉnh để xài, biết sửa để xài. Chứ cái người mà hữu học ta nhìn thân này nè, tuy thân này sẽ giả, vẫn phải cố gắng tô điểm nó, và đồng thời phải dụng nó cho xứng đáng. Đừng chỉ trang điểm để chưng. Tuy rằng có trang điểm nhưng phải xài, lỡ mà nó có hoại đi nữa thì ít ra thân này cũng làm được một chút xíu hữu sự. Còn không thì trang điểm mà vô dụng. Hai cái nhìn nó khác. Ví dụ như cái người phàm phu mà nhìn cơm mà nấu nhão thôi đem đổ, cái người hữu học á, ô không sao, nhão nấu cháo. Nó nhiều quá sao nấu cháo, tôi cắt ra bớt, tôi nấu một phần cất mớ tủ lạnh, cứ từ từ mỗi ngày nấu miếng cháo ăn. Hữu học nhìn sự việc bằng cách chuyển hóa, lìa được những cái mê lầm chấp trước. Còn phàm phu mà thấy là không được là dục, đốn, cắt, bỏ. Còn hữu học là kệ, tuy miếng dẻ nhưng mà để lao lần cuối rồi dục. Còn phàm phu là dơ là dục mà không sử dụng lần cuối cùng. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó, để cho đại chúng dễ nhận.
Rồi cái người mà đoạn kiến có nghĩa là đoạn được những cái thấy về thân. Mình thấy cái thân này nó thường, nhưng mà cái người ta có tu, ta thấy thân này nó vô thường. Vì thấy thân vô thường cho nên lỡ bữa nào nó vô thường không khổ. Và nếu mà không khổ được, ít nhất cũng là bớt khổ, giảm khổ. Còn mà mình mà thấy thân này thường hoài, chăm sóc hoài, mà lỡ bữa nào nó hơi thay đổi chút là khổ đau cùng tận. Đó là cái thấy của hữu học. Rồi kế đến là gì? Nghi ngờ. Mình có nghi không? Có, nghi lớn lắm. Nghi đủ thứ hết, thậm chí tu mà cũng còn nghi mà. Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi giới, nghi bố thí, nghi cõi trời, mình đủ thứ nghi hết. Mặc dù đừng nói ai, thôi giờ người dân nước lã mình nghi đành đi, người thân của mình cũng nghi luôn. Cho nên cái người mà còn cái nghi á, thật sự ra có đôi lúc á, mình nghi nhiều quá nó cũng không có lợi cho mình. Tại nó tự nhiên nó làm cho mình không có thoải mái, không bình an. Mà nếu việc đó không dính dáng gì mình hết á, mà mình ôm một cái mối nghi ngờ vậy, nó không có lợi lạc gì cho mình hết. Cái đó nên xả bớt đi. Nghi người thân liên hệ tới mình còn đỡ đỡ, mà nhiều khi chẳng liên hệ gì tới mình, tự mình rước vô một cái sự nghi ngờ để tự làm mình khó chịu. Rồi bây giờ tới cái nhìn thứ ba. Đó là cái nhận thức của A-la-hán. Hồi nãy là nhận thức của phàm phu, nhận thức của bậc hữu học. Mà bậc hữu học á, là người ta có cái nhìn, ta nên đoạn được những cái nghi ngờ, đoạn được những cái nhìn sai quấy về sự việc. Hay là thậm chí người ta biết quán chiếu tư duy một chút để làm cho cái sự nghi ngờ người ta giảm đi, làm cho cái thân kiến người ta, làm cho những cái thấy hiểu người ta nó bớt đi. Còn A-la-hán là gì? Là những người có cái thấy mà trừ được những cái kiết sự chướng ngại của tâm. Thế nào gọi là chướng ngại của tâm? Một là sắc ái, hai là vô sắc ái. Bây giờ Pháp Hòa nói gì là sắc ái, vô sắc ái? Thí dụ như là bậc A-la-hán á, người ta nhìn một cái người đẹp, dù là nam là nữ, người ta cũng lìa được cái ái nhiễm ở hình sắc. Và thậm chí người ta lìa luôn cái ái nhiễm dù không hình sắc, trong tư tưởng, tưởng tượng cũng không còn. Nhưng mà phàm phu mình là còn. Có một vị thầy đó đó, thầy đi qua sông, thì ai bước lên thuyền cũng trả có 1 đồng à. Riêng cái cô gái chèo thuyền á, xin thầy kia trả cho con 2 đồng. Ông thầy nói, ủa tại sao kỳ vậy? Lẽ ra tôi là người tu, cô phải free. Đằng này cô không lấy đồng một giá mà cô lấy tôi 2 đồng. Nói dạ 1 đồng thầy qua đò, 1 đồng thầy nhìn con. Lần sau qua đò, cô chạc thầy 3 đồng. Ông mới nói, ủa sao kỳ vậy, tôi đâu có nhìn cô đâu. Dạ thầy không nhìn thẳng con, mà thầy nhìn xuyên con qua dòng nước, trả 3 đồng. Lần sau ông thầy ông qua đò tiếp, ông không thèm nhìn cô đó, mà ông không thèm nhìn xuống nước, ông nhắm mắt lại, cô này chạc 5 đồng. Tôi đâu có nhìn cô, tôi nhắm mắt tôi thiền. Thầy không nhìn con thẳng, thầy không nhìn con qua nước, thầy không nhắm mắt, thầy nhắm mắt thầy tưởng tượng con. Cái đó gọi là vô sắc ái. Hiểu cái ví dụ đó không? Có những cái mình đã thấy rồi, mình nhiễm rồi, nhưng mà bữa nào cái đó không có là nhắm mắt tưởng tượng. Mà mình nhắm mắt tưởng tượng đó là vô sắc ái, cái ái nhiễm không hình tướng. Hoặc là có những cái chưa bao giờ mình thấy, nhưng do mình tưởng tượng thôi. Tại vì sao? Vì mình sống bằng những cái sở tri của mình, mình lắp ráp vô. Pháp Hòa ví dụ á, quý vị coi quảng cáo trên TV á,
Có những cái món ăn của người Mỹ á, trời mình thấy nó làm ngon, thiệt là ngon, mà có bao giờ mình ăn đâu. Cái mình tưởng tượng, chà chắc ngon lắm ha. Mình chưa ăn, nhưng mà cái đó gọi là vô sắc ái. Chưa taste, chưa gì hết á, nhưng mình tưởng tượng cái đó ngon lắm. Cho nên chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Thì có người thiếu nữ đẹp như trăng đó là vô sắc, vô sắc ái. Nhưng mà vô sắc ái đó nó cũng có căn cứ chứ, tại vì nó đã từng thấy những cô thiếu nữ khác, rồi nó gom thứ một chút lại. Cô kia mắc hai mí, nó lắp vô cho cô này. Lấy mọi thứ chúng nó ráp vô, rồi nó tưởng tượng một cái hình của nó. Mà theo duy thức học gọi là đọc cảnh ảnh. Đọc cảnh là gì? Nhắm mắt tưởng tượng mình nó đọc cảnh không? Rồi nó đem nó so sánh cái này với kia, gọi là đối chất. Đến khi nó gặp được cái đó, ôi trời ơi, tôi đã lầm. Lúc đó vậy là tánh cảnh. Thấy thật chất rồi mới thấy được tánh cảnh. Còn hồi lúc chưa thấy là so sánh. So sánh gọi là đối chất, nó tưởng tượng xong nó đối chất. Ví dụ như mình nhìn một cái chén chè mà không biết chè gì, nhưng mình thấy trong đó, trời ơi này thì giống chè Khoái Môn chứ gì đâu. Mình nhìn cái đó, tự trong tự mình suy nghĩ cái chén chè đó, mình đem một cái chén chè mình đã từng ăn, mình so, gọi là đối chất. Đến khi mình ăn vô mình biết được rồi, à nó không đúng gì chứ, mình nói cái đó là đúng, là lúc đó là mình mới tánh cảnh đó. Thì chúng ta cũng như thế. Cho nên bậc A-la-hán là các ngài vượt hai cái này, vượt cái sắc ái, vượt cái vô sắc ái. Vì sao? Vì các ngài quán thấy bất tịnh của tất cả các sắc. Nếu mà mình chạm vô một cái sắc thì nó làm mình khổ, mà mình tưởng tượng thì làm mình trầm luôn. Cho nên có những người mà người ta mất thần thông là tại vậy đó. Chư thiên mà xuống dưới phàm phu này rồi á, có thể sờ miếng đất để một lưỡi ném, có thể mất dây thần thông ở lại đây luôn tới giờ. Cho nên ta mới có cái bài thơ đó: ta cứ tưởng trần gian là cõi vui thật, cõi tạm, vậy mà ta ở tới bây giờ. Ta cứ tưởng trần gian là cõi tạm, thế nên ta ở mãi tới bây giờ. Biết tạm mà ở mãi là hai cái mâu thuẫn. Sắc ái, vô sắc ái, mạng. Mạng là gì? Mạng là sự kiêu mạn. Mà chữ kiêu nó khác với chữ mạng. Kiêu á là mình kiêu hãnh với những cái gì mình đang có. Còn mạng á là mà những cái gì mình chưa có, gọi là mạng. Cái gì có kiêu hãnh là không đành, đành đi. Không có tưởng tượng. Thí dụ như là mình nhìn người ta giàu thì mình cũng tưởng như là mình cũng cỡ vậy đó, rồi mình đi đâu mình cũng nổ. Cái đó mà vừa kêu, cái đó là mạng đó. Cái mình không có mà mình vẫn tự hào, tự ca ngợi đó là mạng. Còn cái mình có rồi mình đi khoe khoang gọi là kêu. Hai chữ nó khác vậy đó. Sắc ái, vô sắc ái, mạng. Cái thứ tư gọi là trạo cử. Các ngài lìa trạo cử. Trạo cử là gì? Trạo cử là những cái sự lăng xăng, không yên. Cái thứ năm là vô minh, là không thấy rõ lẽ thật. Thì bậc A-la-hán, bất cứ cái nhìn nào của các ngài, các ngài đoạn được năm cái này, cho nên cái nhìn của ngài, các ngài nó khác. Thí dụ như các ngài không còn vô minh, cho nên các ngài nhìn cái gì cũng bằng minh, bằng tuệ. Còn mình còn vô minh, cho nên mình nhìn đâu mình dính đó, mình nhìn đâu mình phiền não đó. Và cái nhìn của người thứ năm đó là Phật. Cái nhận thức của Đức Phật là nhận thức của gì? Là nhận thức toàn vẹn. Nói một cách khác là bằng tuệ tri. Thưa đại chúng,
Chúng ta có cái nhận thức của phàm phu, chúng ta có nhận thức của hữu học, nhận thức của A-la-hán, nhận thức của Phật. Đây là bốn dạng người, bốn hạng người mà có bốn cái nhận thức khác nhau. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, nhận thức của một cái người trẻ mới vào đời, nhận thức của một người trung niên đã đi vào đời mấy mươi năm, nhận thức của một người lớn tuổi cao niên dày dặn kinh nghiệm tương đương với A-la-hán, và nhận thức của một bậc tu tập giải thoát. Đó, mình nói gần vậy đó. Một người trẻ đó, nó lớn lên đó, cái nhận thức nó còn nông cạn lắm. Đó là nhận thức của phàm phu. Nó nóng nảy, nó bồng bột, nó hấp tấp, nó vội vã. Cái gì không đúng là nó nổi cơn nó lên, mà nó không cần biết sai quấy. Đó là cái sống của phàm phu, cái nhận thức của phàm phu. Như những thanh niên thiếu nữ mà nó mới lớn, nó lớn lên rồi nó đi theo cái tiếng gọi của cái đời sống trẻ vậy. Rồi sau một thời gian cuộc đời nhồi sọ nó rồi, cũng giống như mình bây giờ trung niên rồi, thì bắt đầu mình có cái nhận thức nó hơi khác khác hơn. Mình biết phải, biết quấy, biết nhường nhịn rồi. Thì sao? Cái đó là nhận thức của hữu học. Sau một thời gian rồi, trời ơi, phải có kinh nghiệm chút xíu chứ. Mà có kinh nghiệm là có hữu học, có học rồi. Rồi bây giờ sẽ đem hai cái của mình lại mà so với một cái kinh nghiệm sống của một người lớn tuổi như ông bà nội, bà ngoại mình bằng không? Không bằng. Tại vì các vị thầy bây giờ sống bằng kinh nghiệm, đã trải qua. Bây giờ xin lỗi, bây giờ ví dụ như các bác lớn tuổi đi, bây giờ đối với các bác mọi việc nó bình thường, tại vì các vị này đã trải qua hết rồi. Buồn vui thương ghét hưng suy của cuộc đời qua rồi, cho bây giờ các ngài ở như cái bậc la hán, đoạn trừ được những cái kiết sử đó. Rồi đối với một người tu tập như những bậc trưởng lão hòa thượng, các ngài cũng không còn những cái phiền não đó, như là cái nhận thức của Đức Phật. Thì Pháp Hòa đem bốn dạng ở trong cuộc sống ra để so sánh, cũng giống như đại chúng thấy mình có phàm phu, có hữu học, có A-la-hán, có Đức Phật vậy. Chúng ta tu á, phần lớn là chúng ta sống trong đời là chúng ta sống bằng cái nhận thức. Mà cái nhận thức là cái còn hai thứ. Một là sở tri chướng, hai là phiền não chướng. Cái chúng ta còn nhận thức là còn hai cái chướng này nha. Thế nào gọi là phiền não chướng? Bực bội, giận hờn, đó là phiền não chướng. Rồi những cái gì mà chúng ta gom góp mà cho là cái hiểu biết của mình thì gọi là sở trí. Hai cái đó nó luôn luôn nó ngăn, nó cản trở mình, gọi là chướng. Nó không cho mình tiến bộ. Pháp Hòa ví dụ như á, mình làm một cái việc gì đó, cái mình biết chưa chắc là đã đúng hoàn toàn. Có những người người ta hay hơn, mình nhìn người ta làm. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đi. Ví dụ như mình luộc tàu hủ ki lên, mình để vô cái miếng rong biển á, mình cuốn lại, mình kêu là làm cá. Mình đem đi hấp, rồi mình để cho nguội, rồi mình cắt ra, mình chiên, mình kho. Mà sau lúc kho ra, rong biển nó vẫn tróc. Cái sở tri của mình là vậy mà. Nhưng mà mình không chịu học người khác. Mặc dù mình biết cái mình làm vậy là không đúng đó, nhưng mà ai chỉ mình không làm. Giờ muốn biết làm sao không tróc không? Muốn không? À thôi để kỳ sau nói. Thì á, mình muốn vượt được cái sở tri đó thì mình phải chịu khó mình học. Lấy cái bột năng pha hơi mỏng một lớp, phết lên cái rong biển đó, rồi để cái tàu hũ kia lên quấn lại, chiên kho không bao giờ tróc. Nó chỉ một chút xíu vậy thôi, nhưng mà mình không học là sở tri.
Mà nói là mình làm ra mình kho là nó bấy nhảy cái nồi rồi là mà gặp là nhìn là phiền não. Thấy mình kho trật là phiền não, mà không chịu học người khác là sở trì. Mà hai cái đó là cái không nên có. Mà hãy còn cái đó là còn phàm phu. Mình tu á, là mình phải chuyển thức thành trí. Mà trí tuệ nó có hai loại. Trí tuệ của bậc hữu học là trí tuệ gì? Là văn tư tu. Trí tuệ của bậc vô học là giới định tuệ. Ví dụ như trí tuệ của cái người còn học là phải văn, là phải nghe, suy nghĩ những cái gì mình học gọi là tư, rồi mình tu tập để sanh tuệ gọi là tuệ. Văn tư tu là bước đầu của người có trí tuệ ở cái bậc hữu học. Ồ, người đó sao có trí tuệ vậy? À, tại người đó có văn tư tu. Nhưng mà văn tư tu xong rồi mình mượn cái văn tư tu đó mình tu tập, mình chuyển cái văn tư tu thành giới định tuệ. Do giới mà sanh định, do định mà có tuệ. Người mà tuệ nó sinh do thiền định mà có, đó là trí tuệ của bậc vô học. Hay nói một cách khác là cái người đó là vô lậu hay là hữu học. Cho nên á, mình còn sống trong cõi đời là mình còn nhận thức. Mà cái nhận thức của mình mà nếu chúng ta mỗi ngày chúng ta biết chuyển thức thành trí thì nó làm cho mình an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Còn nếu không thì cứ sống theo cái đà của sở tri của mình, phiền não của mình, thì mãi mãi là nhận thức của phàm phu. Mà tu thật nhiều nhưng mà cũng không chuyển hóa được gì hết. Thì hôm nay trong cái buổi chiều này, Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng bốn nhận thức, hay là bốn hạng người. Bốn cái nhận thức của bốn hạng người: nhận thức của phàm phu, nhận thức của hữu học, nhận thức của A-la-hán, nhận thức của Phật. Bây giờ đem bốn dạng người gần mình nhất để ví dụ. Nhận thức phàm phu tương đồng với nhận thức của thanh niên thiếu nữ mới lớn, còn bồng bột, còn nóng nảy, chưa có đủ kinh nghiệm xong. Rồi những người trung niên có một khoảng thời gian đã thất bại rất nhiều và có một chút kinh nghiệm để sống, là nhận thức của hữu học. Rồi nhận thức của các bậc trưởng lão là nhận thức của A-la-hán. Và đến khi nào nhận thức của một người tu tập có chiều dày, quán chiếu giải thoát, đó là nhận thức của Phật đó. Thì cái mà chúng ta nhận thức vẫn còn phiền não khổ đau, còn cái gì mà do trí tuệ soi sáng thì cái đó vượt ngoài đau khổ. Tại vì trí tuệ là gì? Là thấy biết như là, mà không hề so sánh phân biệt hơn thua. Vẫn ví dụ như đấy, đây là hoa li li, nhưng mà cái nhận thức của người bình thường là li li này nó không đẹp bằng cái li li kia. Cái người trí là không nói thế, cái nào nó cũng cái đẹp của nó. Cho nên á, một hôm Ngài Hoằng Nhất á, Ngài ăn cơm với một ông tướng, thì Ngài ăn cũng kẻ muối nó mặn. Rồi Ngài uống nước, cái thì ông tướng mới nói: Hòa Thượng ăn cơm gì kỳ quá. Ông mới nói: có gì đâu kỳ, củ cải nó mặn, nó có cái ngon của mặn, gì có cái giá trị riêng của nó. Mà chính người trí có giá trị riêng của nó, cho nên vượt ngoài so sánh. Mà còn so sánh là còn thị phi nhân ngã, còn hơn thua, còn tranh giành. Mà còn tranh giành tức là còn cái cách sống của phàm phu. Mà vượt cái đó một chút là hữu học, vượt hơn cái nữa là A-la-hán. Đến khi chúng ta nhận biết như là cái trí nhận biết của Phật. Quý vị biết ngày xưa Đức Phật thuyết pháp, có những người hỏi câu hỏi với Phật không? Có không? Có. Thí dụ như Ngài A Nan đứng lên bạch Đức Thế Tôn: tại sao có những người cũng cùng sanh ra loài người, mà người thì đẹp, người thì xấu, người thì giàu, người thì nghèo, người thì thấp, người thì cao, do nhân duyên gì mà phải có những loài người mà khác biệt như thế? Đức Phật mới nói kinh thiện ác nhân quả. Phật mới nói cái nhân quả tại sao có những trường hợp như vậy. Thì Ngài A Nan là phát khởi chúng. Nhưng mà những người ngồi nghe
những cái giáo nghĩa về nhân quả đó là đương đương cơ chúng. Nhưng mà có những bậc Bồ Tát cũng có mặt trong pháp hội đó, thì Bồ Tát có trong pháp hội đó là gì? Ảnh hưởng chúng hoặc là trợ duyên chúng. Còn cái chúng thứ tư là gì? Kết duyên chúng. Tại sao gọi là kết duyên? Vì người này nghe, có thể đời này đi ngang chùa Hà Rầm, hỏi ra thì cũng đạo Phật vậy, nhưng mà không thích, không thích nghe pháp, không thích, không, hoặc là thậm chí nghe mà chẳng hiểu gì, nghe ngủ lên ngủ xuống, rồi nói chung là không có cái gì có cái tâm hết trơn á. Nhưng mà bây giờ tôi chở má tôi đi chùa bữa nay, mà giờ tôi chạy về nhà mà lát chạy lên đón nữa xa quá, thôi kệ, bà già vô ngồi, tôi cũng kéo ghế tôi ngồi luôn, ngồi đó đó nghe, không không có tâm nghe không gì hết, nhưng mà ngồi đó là để làm gì? Kết duyên. Có không? Trong chúng, trong phần tử mà có những người kết duyên kiểu đó không? Thiếu gì? Có những ông chồng chở vợ đi vô chùa lễ Phật, làm ngồi ngoài. Có nhiều khi chỉ nếu mà may mà cái chùa đó gần chợ thì không đi qua chợ, nhưng mà lỡ có trong vùng bậc kinh chùa cũng ngồi, còn không nữa bước xuống xe đi vòng vòng chùa. Thì những người mà chỉ đến nhưng mà không có cái tâm gì, nhưng mà bất đắc dĩ hoàn cảnh hoặc là bạn bè rủ thôi đi cũng cho biết vậy, thì trường hợp những người như vậy gọi là cũng nhận là một chúng nha, người đó gọi là kết duyên. Thì ở trong Phật pháp cũng, hay là bây giờ quý vị thấy quý vị đi vào ở trong cái chỗ làm của mình cũng vậy. Cho nên mình nhận đi những cái người nào mà người ta đến với mình mà người ta chưa có thâm hiểu gì mình, người ta không có thân tình gì mình hết, nhưng mà có một cái vấn đề gì người ta phải đến với mình, thì thôi mình cái đó coi như là kết duyên. Để làm gì? Để không có thấy người nào là ngoài cuộc hết. Trong một pháp hội, dù đến vì bất cứ lý do nào đến mà không phải có tâm tha thiết vì hoàn cảnh thế nào đó, chỉ trừ cái tâm tha thiết muốn nghe không có thôi, thì mình vẫn nhận đó như một chúng, gọi là chúng kết duyên. Và mình trân trọng những người đã rành rỏi nhưng vẫn còn ngồi đây với mình, gọi là trợ duyên. Ra mình cũng trân trọng những người đặt câu hỏi với mình, nhờ đặt câu hỏi đó mà mình cũng được thấm nhuần, vì mình cũng, trời, tôi cảm ơn ghê câu hỏi đó, tôi thắc mắc lâu rồi mà tôi chưa có biết hỏi, tôi chưa dám hỏi, mà hôm nay anh chị hỏi giùm tôi. Thì mình trân trọng cái người đặt câu hỏi là phát khởi, còn mình là đương cơ. Như vậy thì chúng nghe pháp có bốn chúng ha: phát khởi chúng, đương cơ chúng, ảnh hưởng chúng hoặc là trợ duyên chúng, còn cuối cùng là kết duyên chúng. Thì chúng ta hiểu được như vậy thì trong cái vấn đề sinh hoạt Phật pháp, chúng ta trân trọng hết sự có mặt của nhau trong một pháp hội đạo tràng. Vì vậy cho nên đó, ngày xưa tại sao những người ta đến với Phật dù chỉ một ngày một buổi vật vẩn cho tốt? Bởi vì nhận họ như một chúng kết duyên. Ví dụ quý vị chưa có đi xuất gia trọn đời được, thì bây giờ có chương trình gì? Xuất gia gieo duyên. Mình gieo cái duyên mà nhờ có gieo như vậy đó, cho mình kết rồi đó, phải không? Mà quý vị để ý coi, ở ngoài đời mình gặp người nào mình thích, cái là mình kết rồi đó, phải không? Tôi kết anh rồi đó, tôi kết chị rồi đó, thì bắt đầu sinh số phận. Vậy thì bây giờ mình thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày có những người bạn bình thường mà chúng ta còn kết được cái kiểu đó, huống chi những người đã chịu đi chùa. Họ chịu đi chùa mặc dù họ chưa có thuần trên đường tu, nhưng mà ít ra họ cũng còn chịu đi chùa, chứ chưa có phải gọi là từ chối, hoặc là họ chịu. Cho nên mình mới thấy trong cuộc sống hàng ngày có những người bình thường mà chúng ta còn kết được, huống chi là những người đã chịu một ngày tu. Ví dụ như mình đi bố thí, mà khi mà mình đi làm việc thiện á, mình là người phát khởi, mình là người phát khởi, rồi cái người kia cũng cùng tương ưng, thích việc từ thiện giống mình,
thì người đó là đương cơ, phải không? Rồi bây giờ trong cái lần từ thiện này có thỉnh một hòa thượng, một thượng tọa, một sư cô, một ni sư nào đi theo làm từ thiện với mình, thì vị sư cô đó là gì? Ảnh hưởng trong cái đoàn từ thiện đó, đi làm từ thiện có hình dáng của người xuất gia, đại chúng cũng lợi lạc. Tại vì lên xe cái vị xuất gia đó có thể nhắc nhở cho mình nghe một vài điều, hoặc là tới đó vị xuất gia đó đại diện cho mình lên nói một vài lời với bà con nghèo, thì cái vị xuất gia đó không có xuất tiền của ra, nhưng mà đi theo đoàn mình để ảnh hưởng đại chúng, để trợ duyên cho đại chúng. Mình là người phát khởi phong trào từ thiện, những người đóng góp với mình là đương cơ. Nhưng mà có những người ta không thích gì hết á, mà tại lỡ sinh người ta rồi tao phải cho. Thôi chị không cần cho tôi nhiều, chị cho tôi 10 đồng thôi, tôi kết duyên. Thì những người mà người ta cho ít á, không phải là người thứ, tại sao người ta cho ít? Tại vì thứ nhất, có thể người ta chưa hiểu được cái từ thiện của mình, hoặc người ta chưa cảm thông, người ta chưa thấu, hoặc là người ta không có khả năng bất cứ hình thức nào. Thậm chí có người chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng mà giờ mình tới mình hỏi người ta rồi, không lẽ người ta nói là sao? Thôi ta móc 10 đồng ta đưa. Trời ơi, đi làm từ thiện bạc ngàn đưa có 10 bạc. Đừng nghĩ vậy. Họ cho 10 đồng là họ kết duyên rồi đó. Họ kết một chút phước rồi, một giọt nước vô trong đó rồi. Rồi mai mốt hay tháng sau mình có đi, họ cho thêm 10 đồng. Họ là những người kết cái duyên từ thiện với mình. Mình là người phát khởi, nếu không có mình sao họ kết? Mà đã rồi, những người mà ngày nay người ta cúng nhiều cho mình đó, họ không phải là những người cũng bắt đầu từ cái kiểu đó sao? Rồi ngay cả chính bản thân mình ngày xưa cũng bắt đầu từ thiện bằng con đường 5-10 đồng đó sao? Ngày nay mình mới thấu được cái khổ của người khác rồi, mình mới làm những việc đó. Cho nên trong cái bốn chúng nghe pháp, chúng ta cũng có thể ứng dụng chúng này ở trong từ thiện, ở trong bất cứ việc làm gì của chúng ta. Để làm gì? Ai chúng ta cũng nhận họ như một chúng đệ tử của Phật, chứ mình không có từ chối ai hết. Cho nên có những người, người ta đặt câu hỏi, nhờ những câu hỏi của người ta mà mình được thấu đạo. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng biết thêm một danh, một cái số từ Phật học ha, để mà mình hiểu được khi nghe pháp là có bao nhiêu chúng, rồi mình ứng dụng những từ ngữ này ở trong đời sống hàng ngày không có khó. Và từ đó mình mới thấy chúng ta có Phật pháp thì chúng ta sẽ hóa giải được các pháp. Mà đôi khi cái pháp đó, nó là cái pháp làm cho mình khó chịu, nhưng mà nhờ Phật pháp tới thì cái pháp này nó làm sao, nó dung thông được hết. Đó, cho nên nhà Phật gọi là mình lấy cái chân đế để mình đổ cái tục đế. Tục đế tức là những cái pháp thế gian. Cho nên ngài Lục Tổ mới nói đó, Phật pháp bất ly thế gian là vậy đó. Phật pháp không có rời thế gian, trong thế gian mà có được Phật pháp. Và bây giờ mình có mấy câu hỏi ở đây ha. Con xin thầy, mong thầy giải đáp dùm con, sao giới nam được tu 7 lần còn giới nữ chỉ được 1 lần? Câu này ngày hôm qua hỏi bên chùa Viên Giác rồi, nhưng mà chắc vị này không có đi, cho nên rồi hỏi lại. Thì thưa đại chúng, như thế này, có một lần Pháp Hòa nhớ Hòa Thượng Thánh Nghiêm á, ngài có trả lời chỗ này. Bởi vì ngài nói rằng á, trong Phật pháp á, sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 100 năm thì tăng đoàn bắt đầu chia, với tăng đoàn bắt đầu chia hai, gọi là đại chúng bộ và thượng tọa bộ. Thì trong đại chúng bộ á, sau khi mà người ta chia như vậy rồi đó, thì người ta còn chia thêm nữa những cái gọi là những cái nhánh nhỏ nhỏ nữa, tùy theo cái quan niệm học luật của mỗi người. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa ví dụ như là trong một cái lớp học đó có 10 người thì cũng cùng một bài học, nhưng mà 10 người đó họ cảm nhận, họ có cái nhìn, họ có cái hiểu khác nhau.
Thì khi mà đi ra hành đạo, họ họ tắt, họ đi theo cái cách phát triển của họ. Thì Hòa Thượng Thánh Nghiêm nói rằng cái ý nghĩa mà tu 7 lần đó, cái vấn đề mà người nữ mà chỉ được tu một lần, người nam tu một lần, có thể nó là thuộc về một cái luật của một cái tông, một cái bộ phái nào đó ở trong Đại Trung Bộ, chứ nó không hẳn là giới luật. Nhưng mà sau này cái bộ, cái luật đó nó được thông hành xa lâu thì các vị ứng dụng. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ còn thiệt sự Pháp Hòa cũng thấy hiện tại bây giờ có những người nữ đã đi xuất gia rồi, nhưng mà vì hoàn cảnh nào đó người ta trở về gia đình, và một thời gian sau người ta vào, người ta trình bày với vị thầy, thì vị hòa thượng đó, vị thầy đó xét cái tình hình của cái vị kia đáng được nhận, cho nên cũng mở cửa từ bi cho cái vị đó tu lại. Ở đây cũng có thể tiếp nhận rằng bởi vì người nữ có một cái thói quen là phát tâm thì dễ mà trụ tâm thì khó. Người nữ cái gì cũng thích phát tâm, nhưng mà mau giận lắm. Mà hễ giận thì làm gì? Xách gói đi về. Có không? Nhiều khi mình đi vô chùa mình làm công quả nè, mà mình giận cái là mình bỏ nửa chừng mình đi về, mà không cần biết cái đó là cái gì hết. Không có đủ cái định tĩnh để trụ tâm ở cái nguyện của mình. Cho nên Đức Phật trong một cái bài kinh, người nữ phát tâm thì dễ mà trụ tâm thì khó. Như vậy thì chính vì vậy cho nên cái luật này nó cũng có thể áp dụng để làm gì? Để cho các vị đừng có lơ là với cái ước nguyện của mình. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Cho nên cái này nó không phải là cái sự áp đảo, nhưng mà nó là một cái phương tiện để giữ chân của mình. Pháp Hòa ví dụ như mình đặt ra một cái điều kiện nào đó ở bên Đan Mạch đó, chính phủ Đan Mạch có một cái kế hoạch, ai muốn hồi hương về Việt Nam, chính phủ Đan Mạch cho tiền về, cho khoảng 40.000 đô trở về Việt Nam mua nhà ở, sau đó rồi cho mình tiền chở hành lý về, mỗi tháng cung cấp tiền đầy đủ cho mình để mình sống. Nhưng mà với một điều kiện là mình phải từ bỏ cái quốc tịch Đan Mạch, trở về nhập lại cái quốc tịch Việt Nam. Thì nếu mà ai ham cái đó đó thì đi về. Nhưng mà về bển mà khổ, mà bệnh không có tiền chạy tiền thuốc là đáng chịu nha. Không có chuyện đi vượt biên rồi, không có chuyện là trở lại à. Thí dụ vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, cũng giống như bát kinh pháp mà một vị nữ tu phải thực hiện vậy đó. Nó không phải là một cái áp đảo cho người nữ, mà nó là một đầy tình thương cho người nữ. Bởi vì chính cái đó mới giữ người nữ ở trong cái khuôn khổ tu tập mà không có đi quá. Bởi vì cái nghiệp lực, cái tâm tánh của người nữ, Đức Phật là người hiểu, cho nên Đức Phật có những cái quy định để làm gì? Để giữ người nữ ở trong cái khuôn khổ tu. Và đồng thời cái thời đó là cái thời mà người ta xem thường người nữ, mà người nữ không được tiếp nhận ngang bằng với các vị nam tu. Mà Đức Phật là một người cách mạng nhận người nữ kiểu đó, mà Đức Phật không có một cái luật nào đó để cho bên ngoài họ thấy là hình như mình cũng nằm ở trong cái trường hợp là trọng nam khinh nữ vậy đó. Thì người ta đâu có để cho Phật sinh hoạt dễ dàng. Quý vị hiểu được điều đó đó. Cho nên ở đây thí dụ thôi, cái người nữ đó đi tu, bây giờ cha mẹ già không ai nuôi, người này phải ra về để mà nuôi cha mẹ. Sau khi cha mẹ 100 tuổi rồi, vị này vẫn giữ cái tâm niệm muốn tu, trở về tu mình phải tiếp nhận cho người ta tu chứ. Người ta đâu có làm gì sai đâu, chẳng qua người ta về ta nuôi cha mẹ mà. Thành thử ra nói là nói vậy, nhưng nó có những trường hợp nào mà mình có thể
tiếp nhận được cái vị đó cho họ tu. Cho nên thưa đại chúng, giới luật chúng ta phải chỉ trì tác phạm. Chỉ trì là gì? Là phải gìn giữ cái điều đó, không để phạm. Chỉ là mình dừng, trì là mình giữ. Mình phải giữ một cái điều là đừng sát sinh, đừng trộm cắp. Cái đó gọi là chỉ trì. Còn tác trì là gì? Là phải thực hiện cái chuyện giữ giới. Đình chỉ cái ác mà phải thực hiện cái lành. Cho nên gọi là chỉ trì mà tác trì. Phải gìn giữ cái vấn đề chúng ta phải làm là làm thiện. Cho nên khai là mở. Người ta có hoàn cảnh mình phải khai. Khi xong rồi phải giá là phải ngăn lại, để người đó tiếp tục hành trì. Còn ví dụ giờ người nữ đó tu giận chúng cái tôi đi về. Đi về xong cái 3 tháng sau ở nhà buồn quá, cái chạy qua chùa khác vô tu. Thì nếu mà chùa nào không biết tiếp nhận đi, nhưng mà cuối cùng quý vị thấy người nữ đó tu cũng không được gì hết. Tại vì sao? Đúng là 12 bến nước. Đã không? Thành thử ra cái này nó không phải là một cái gọi là áp đảo gì, nhưng mà nó có một cái quy định nào đó để ngăn ngừa, ngăn chừa những người mà tu mà cái kiểu mà thích thì tu, buồn thì về, rồi mai giận người này, mốt giận người kia, rồi có khi thế làm rối lên. Cho nên nó có cái trường hợp như vậy. Nhưng mà theo Hòa Thượng Thánh Nghiêm thì đây là những cái luật trong những bộ phái mà xuất mà ra, chứ nó không thành một cái luật chung của Đức Phật. Đấy không? Dạ con kính chào thầy, cho con xin hỏi đạo Phật và đạo ông bà có sát nhau không? Mình cũng kêu ông Phật, mình cũng kêu bà Quan Âm, vậy là đạo ông bà rồi. Thưa đại chúng, người ta hay phân biệt. Thí dụ như hỏi anh đạo gì? Phải đạo Phật không? Tôi không phải đạo Phật, tôi đạo ông bà. Hỏi đạo ông bà là đạo gì? Thì đạo thờ ông bà. Thật sự ra đạo ông bà tức là không có cái đạo gì mà đạo ông bà hết. Tất cả chúng ta ngồi đây, ai không có ông bà cha mẹ để mà chúng ta kính thờ? Dù anh có đạo Chúa, đạo Phật, đạo Tin Lành thì anh cũng phải thờ cha thờ mẹ. Vậy thì thờ cha thờ mẹ là chuyện đương nhiên, chứ mắc gì thành một cái đạo, phải không? Và đạo Phật á, là luôn luôn hướng dẫn chúng ta sống. Thứ nhất là phải nhớ ơn ai? Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn quốc gia xã hội, bà con, ơn chúng sanh mọi loài. Thì thế thì đạo Phật dạy chúng ta tứ ơn là nhớ ơn. Mà nhớ ơn thì trong đó có ơn ông bà. Vậy thì đạo Phật có phải đạo ông bà không? Đương nhiên thôi. Vì đạo Phật du nhập vào đất nước Việt Nam, mà thấy đất nước Việt Nam có truyền thống cúng thờ ông bà, cũng tương ưng với đạo Phật dạy tứ ơn. Vì vậy cho nên đạo Phật tiếp nhận cái hình thức, cái truyền thống thờ cúng ông bà. Và ngày nay người ta, có nhiều người ta không hiểu thì người ta hãy thấy có thờ có cúng người ta kêu chung là đạo Phật. Còn có những người người ta phân biệt thì nó không, tôi không phải đạo Phật. Tại vì nghĩ là có thờ Phật mới kêu đạo Phật, còn mình thờ ông bà kêu đạo ông bà. Nhưng mà thật sự ra ông bà không có gì phải đạo, mỗi người ai cũng phải thờ. Và đạo ông bà là đạo đương nhiên. Đạo này là đạo của bổn phận. Tất cả chúng ta ai cũng có đạo ông bà hết, phải không? Mà nhờ cái đạo ông bà này nè, nhờ đạo Phật soi sáng, để là ý nghĩa thờ ông bà bây giờ nó làm sao? Nó trong sáng hơn, nó ý nghĩa hơn, để làm cho người khác không bị vướng mắc vào những cái hình thức cúng bái. Ví dụ như trên mình thờ Phật, mình đóng cái tủ trên thờ Phật, dưới mình thờ ông bà. Nó không có thờ vậy được. Thờ vậy cái mấy thầy tới lại Phật lại luôn ông bà mình, cái ông bà mình tội. Có tội gì đâu. Bây giờ ví dụ ông bà mình không có chết mà ông bà mình còn sống,
Không lẽ thầy tới nhà mình chơi, thầy lợi thầy xá Phật thôi, còn ông bà thầy không biết tới. Ông bà còn sống thầy cũng phải tới. Thì nói dạ chào ông bà tôi mới tới. Thì bây giờ ông bà ngồi đó tiện quá trời luôn. Cái này là nhất cử lưỡng tiện. Có cái gì đâu mà không được. Bây giờ mình thấy là tất cả các cụ, các bác, ông bà mình, thầy tới nhà chơi thầy cũng phải chào. Sống cũng phải chào thì chết cũng phải chào. Thì bây giờ bàn thờ ông bà để đó, mình thầy tới thì xá Phật cái, thầy mới đưa cái gì cái giống như Phật thì cúi xuống chút nữa, cái ông bà thì làm con cuốc một mà cuốc hết hai người luôn. Thầy khỏi xây tới cái xui xui vậy. Chứ không có cái gì không được. Thì bây giờ mình, rồi bây giờ thí dụ bây giờ mình thờ ông bà, có nhiều người đó, ông bà bên nội cái lư hương, bên ngoại cái lư hương, bà cô cái lư hương, ông chú cái lư hương, trời cái bàn thờ ông bà chục cái lư hương, thắp nhang thắp từng cây mất công quá. Thật ra không cần, một lư hương là biểu tượng, để một cái lư hương đủ rồi. Ông bà tổ tiên nội ngoại chú cô gì thím gì mình thờ đó, một lư hương thôi. Thì nhờ mình hiểu đạo Phật cho nên mình ông thờ ông bà rất là trang nghiêm, rất là ý nghĩa, chứ đâu có gì đâu không được. Cho nên ông bà nói là đạo, cũng không có cái đạo nào là ông bà. Mà nếu nói đạo đây là gì, đạo trường hợp này không phải là một tôn giáo nữa, mà trường hợp này chúng ta phải được hiểu là bổn phận. Bởi vì đạo có ba nghĩa: đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Ví dụ như thế, đạo làm con, có cái đạo nào tên đạo làm con không? Không. Như vậy thì chữ đạo làm con này là nghĩa là gì? Là bổn phận làm con. Đạo cha mẹ, cha mẹ là thương con, con thương cha mẹ. Cho nên cái chuyện đạo trường hợp này là bổn phận. Trong tất cả chúng ta ai cũng có bổn phận. Mình có bổn phận đối với cha mẹ, có bổn phận đối với thầy tổ, có bổn phận đối với quốc gia, xã hội, vân vân. Và cái đạo này nó nằm ngay trong trái tim của mọi người hết. Và đặc biệt là chúng ta bước vô đâu là tự động chúng ta biết cái đạo mình tới đó. Ví dụ như một người dâu thì tự có cái đạo đối với cha mẹ chồng. Người rể tự biết mình phải có đạo gì, lễ nghi gì đối với cha mẹ vợ. Có cần nói gì không? Không. Một khi mình biến thành dâu của người gia đình đó, tự mình phải biết cái đạo của mình. Dâu con mình phải làm gì, rể mình phải làm gì, mình là phận gái mình phải làm gì, vân vân. Như vậy đạo này nó ở trong tất cả chúng ta, mà không cần tuyên bố. Nó là một bổn phận tự nhiên. Khi chúng ta đối diện, tự động chúng ta phải biết chúng ta có cái đạo gì để chúng ta làm. Cho nên đạo Phật, đạo ông bà tuy hai, nhưng mà nó chỉ là một thôi. Xin Thầy hướng dẫn chúng con những câu hỏi sau đây. Làm sao để con dâu hoặc rể biết được là cha mẹ rất thương yêu chiều chuộng dâu và rể, và các con biết đối xử lễ độ và có tình thương yêu lo lắng cho cha mẹ chồng hoặc cha mẹ vợ? Mới nhắc cái có liền. Linh quá. Câu hỏi thứ hai là phần lớn khi người Phật tử qua đời thường hay thiêu. Do đó trong đời sống hàng ngày, người Phật tử có phải thực tập và suy nghĩ như thế nào để khi qua đời xác thân được thiêu đốt mà hương linh Phật tử đó không luyến ái dính mắc và sợ hãi khi xác thân bị thiêu đốt mất đi không? Dễ thôi, cứ lấy lửa chứ chăm chăm thử thử. Và bây giờ mình trả lời câu hỏi một trước nha. Thưa đại chúng, cái tình thương của mình đối với người thân của mình như dâu rể hay con cái, như nãy giờ nói, nó là một cái thiên nhiên tự nhiên trong tất cả chúng ta. Cái thương ai cũng có hết á, nhưng mà có một cái điều là chúng ta có biết cách thương. Thường thường ta nói thương mới hiểu, hiểu mới thương. Như vậy thì chúng ta thể hiện tình thương, nhưng mà chúng ta phải biết cách thể hiện để cho người đó hiểu được cái thương của mình. Và cái người kia mở lòng để tiếp nhận tình thương của người khác qua bằng nhiều cách. Thật ra cái người mà mở lòng thì không có gì khó. Cái người mà lòng không mở thì mình có cố gắng mình làm cái gì người ta cũng chẳng hiểu, người ta chẳng tiếp nhận. Ví dụ bây giờ
Pháp Hòa dễ dãi. Quý vị cho nước trà, nước gì lên đây cũng được hết, để đây. Pháp Hòa mới dở ra coi cái chó gì. Trời ơi, tưởng gì mời qua nói chuyện cho nước lạnh. Thí dụ vậy đó. Thì cái người mà người ta tiếp nhận một cái gì cũng dễ dãi đó, thì cuộc sống nó đơn giản lắm. Cái gì người xin lỗi, người ta cho miếng bánh cũng nhận đó. Ồ, người ta không thương, người ta đâu có cho. Và cái người mà họ không tiếp nhận rồi, tưởng gì cho có cái bánh nào cũng coi dữ. Thưa quý vị thấy không? Cái cuộc sống nó đơn giản, nhưng mà mình đối, nhưng mà quan trọng là người ta có tiếp cái đối đó không, người có đáp lại không. Chợ đây á, nó phải cái này, nó phải hai chiều. Mình thương, nhưng mà trong cái thương mình phải có cái hiểu. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, người già lớn tuổi á, phải có năm cái có. Thí dụ như á, mình phải có chỗ ở riêng, không có ở chung. Đó là phải có cái điều một. Cái có thứ hai người già phải có là có cái đừng xen vô chuyện con cái. Có nhiều khi nó về nó kể mình nghe, sao mày ngu vậy, bắt đầu mình diễn tả, mình làm đạo diễn. Thêm thử ra mình có cái xen mình trong đó, mà mình cứ nói tại tao thương, nhưng mà cái thương đó mình không hiểu. Và đôi khi mình nói là mình công bằng, chứ thỉnh thoảng có trường hợp là mình thương con mình thôi. Mình nghe gì thì con mình là mình chỉ dẫn, mình đạo diễn cho con mình. Thì thưa đại chúng là ít nhiều gì cái người con đó, người rể, người dâu đó, họ có thể họ cảm nhận được điều đó. Cho nên ở đây cái này mình chỉ nhắc chung thôi, mình thương nhưng mà phải biết cách bày tỏ tình thương. Còn đối với dâu rể thì chúng ta mở lòng tiếp nhận bất cứ tình thương nào, bất cứ cái hành động lời nói nào của cha mẹ đối với mình, trong cái sự ngọt ngào đó thì chúng ta tiếp nhận như là tình thương, thì cuộc sống nó sẽ dễ hơn. Còn cái vấn đề mà chết mà đi thiêu đó, bây giờ Phật tử hỏi là làm sao để mình có cái cách nào, phải suy nghĩ như thế nào để khi qua đời xác thân thiêu đốt mà không ảnh hưởng. Ý là sợ thí dụ mình thấy cái xác của mình bị thiêu thành tro bụi rồi mình tiếc rẻ. Thì Phật đã thường dạy mình rồi, quán vô thường. Quý vị hát hoài cái bài hát á, người nhớ cho ta là cát bụi, người nhớ cho, hát cái kiểu đó cũng là một quán chiếu rồi chứ gì nữa. Thật sự ra không phải chỉ vấn đề xác thân không, mà ngay cả của cải cũng phải quán. Nếu mà mình có nhiều khi mình không tiếc của, không tiếc cái thân thì mình tiếc của. Mình không có dính mắc tiền của thì mình dính mắc cháu con. Cho nên tất cả các cái pháp nào mà chúng ta đang sử dụng trong đời này, tình cảm, vợ chồng, con cái, cháu chắt, nhà cửa, vật chất, thân mạng của chúng ta đây, chúng ta quán giống nhau hết. Tất cả chỉ là huyễn. Mà chữ huyễn này nghĩa là gì? Là tạm có. Như ngày hôm qua Pháp Hòa nói vậy đó, tạm có chứ không thật có. Mà cũng không được hiểu là không có gì hết, mà phải nên hiểu rằng có, nhưng mà chỉ là tạm có. Cho nên trong kinh Viên Giác á, kinh Viên Giác có chỉ mình một cách cách quán là gì? Như huyễn tam ma đề. Nghĩa là chúng ta phải có một cái chánh định, phải có một thiền quán là tất cả các pháp chỉ là huyễn, là giả, là tạm, chứ không phải chỉ xác thân không. Ví dụ như giờ á, mình tiếc cái xác, nhưng mà lúc đó con thương quá, nó mua cái quan tài 7,000 nó thiêu. Trời ơi, đang thiếu cái xác mà thấy cái quan tài 7,000 đô bị đốt nữa. Thật ra tiếc cả hai. Cho bây giờ ngay cái xác cũng thấy huyễn, mà ngay cả vật chất cũng thấy huyễn. Mà phải thật sự tu quán cái đó đó, thì hàng ngày, ví dụ thôi nè, mình đang lâu lâu cái mình rửa mặt, chải tóc, mình nhìn vô trong kiến, mình thấy da mình nhăn. Và bây giờ mình thấy mình bước lên có 5 nấc thang là ngồi thở hổn hển, là mình biết á, là sức khỏe của mình, cơ thể của mình
nó đang trên đường đi xuống núi, cái đó gọi là hạ nguân. Cho nên rằm tháng giêng cúng thượng nguân, rằm tháng bảy cúng trung nguân, rằm tháng mười hạ nguân. Con người của chúng ta ai cũng có ba thời kỳ: thanh niên trai tráng, trung niên làm việc và lão niên già yếu. Và bây giờ chúng ta ngồi đây phần lớn là trung nguyên với hạ nguyên. Bây giờ thượng nguyên đâu vô đây? Thượng nguyên giờ này nó đang ở mấy chỗ đi chơi á, phải không? Còn trung nguyên với thượng nguyên mới vô đây. Thì Pháp Hòa nói là không phải quán cái xác không đâu, mà quý vị phải quán tất cả các pháp. Thí dụ như là cầm một cái ly thiệt là mắc tiền mới mua, rửa làm sao trợt tay bể. Trời ơi, tiếc cứ cầm lên cầm xuống hoài. Thì chúng ta quán một đời ta, ba đời nó. Nhiều khi có một cái mà nó đang tốt với mình vậy đó, mà giờ nó mất tiêu. Cho nên á, Pháp Hòa có một hôm Pháp Hòa đi cái đám tang, đẩy một người vô thiêu. Thì trong khi mà Pháp Hòa biết là cái vị này hồi trước á, là rất là linh động, rất là làm việc hăng say, nói chung là cái gì cũng được. Rồi bây giờ nằm ngay đó để đẩy vô lò. Thì Pháp Hòa đẩy cái lò, đẩy cái quan tài vô, đóng nắp lại cái gia đình ta, bật nút thiêu. Cái tự nhiên ngoài này mình thấy cuộc đời nó có một cái gì nó nhanh gọn, mà nó nghĩa là tóm gọn chỉ trong một cái khoảnh khắc vậy thôi. Thì Pháp Hòa làm bốn câu thơ ngay lúc đó. Người đi xong một kiếp. Mình nhìn lại mình, kẻ ở lại bôn ba. Mình bây giờ mình là đúng là kẻ bôn ba, phải không? Người đi xong một kiếp, kẻ ở lại bôn ba. Đi trắng ra về trắng, à có thế thôi mà. Ngay cái lò thiêu đó, mình thật là người đi trắng ra về trắng. Vì cái người mà mới vừa đưa vô lò thiêu đó, giàu có, uy quyền, nói chung là đủ hết tất cả những cái gì phần lớn trong xã hội. Nhưng mà người đã, rồi cuối cùng sao? Cũng thế thôi. Đi trắng ra về trắng, à có thế thôi mà. Cho quý vị thấy không? Ông Tôn Ngộ Không, ông tự xưng ông là Tề Thiên Đại Thánh. Nghĩa là ông Đại Thánh ngang bằng trời. Chữ Tề là ngang bằng. Tề Thiên Đại Thánh mà náo loạn cả Long Cung Địa Ngục, rồi lên cả cung đình Tề Thiên. Vậy mà tới chừng ông lên trên cõi trời, ông xin chức. Mà xin chức rồi bây giờ Trong cõi trời đâu còn chức gì nữa đâu. Cuối cùng cho ông chức giữ ngựa. Mà nghe cái tên thì rất là kêu. À, gọi là Mã Ôn Hầu. Trời ơi, nghe cái tên nghe giữ ngựa. Tới ngồi ổng, khi mà ổng nhận cái chức đó, chu cha ổng chạy nhảy, ổng vui, ổng nói ta có chức rồi, ta có chức rồi. Con bữa nọ ổng nghênh ngang với người ta. Ông làm gì dữ vậy? Ông có biết không? Ông chỉ là cái chức giữ ngựa trong cõi trời này thôi, chúng chẳng là cái gì. Chừng đó ổng mới bắt đầu nổi giận lôi đình lên. Có giống mình không? Giống không? Mình đó. Có đôi khi mình được một cái chức gì đó, ví dụ như là sếp, manager. Trời ơi, mình đi tới đâu mình cũng tung tăng, tôi là manager. Nhưng mà rồi cuối cùng á, người ta nói trời ơi, cái chức của anh là cái gì đâu. Thôi bây giờ nói mấy ông thầy đi. Trụ trì, nghe lớn không? Ở trụ trì là cái gì biết không? Trời đất ơi, chúng nó đi chơi hết, mình nhằm giữ chùa. Tối nó ngủ hết, mình đi khóa cửa. Phật tử người ta đi công quả về, chiều rồi ta mệt, ta dục tá lả hết, trụ trì đi gom. Dép giày họ mang, họ dục tùm lum hết, trụ trì đi xếp cất. Vậy mà tung tăng, trụ trì. Có trụ trì có gì đó. Thành thử ra nếu mà mình thấy rằng cái đó là mình phải quán.
Trụ trì thì nghe lớn, phải không? Nghe chữ lớn nhất. Nhưng mà thật sự người lớn nhất là người cực nhất. Quý vị để ý coi, chủ nhà hàng mà người ăn hàng về rồi chủ đi rửa chén, chủ nhà hàng mà không có lương, chủ nhà hàng cuối cùng tối về là phải đếm tiền trả lương, xong rồi người làm của mình đúng giờ họ đi về, họ check out, họ đi về, mình thu gọn. Nhân viên nó làm sai, chủ nhà hàng ra khoanh tay xin lỗi. Vậy thì cuộc đời này cái lớn nhất mình phải quán vậy đó, mình là người làm chức lớn nhất nhưng mà cuối cùng mình phải làm những chuyện bình thường nhất. Phải quán như vậy mình mới không có tự cao, tự đắc, tự hào, tự cuối cùng tự giận, tự tử. Cho nên quý vị thấy cây lúa mà nó càng cao càng chín thì cái đầu lúa nó phải càng cúp xuống. Quý vị nhìn cây lúa thấy chiếc máy bay nó bay càng cao mình phải thấy nó càng nhỏ. Cho nên mình phải quán nè. Mà không phải là chỉ một cái vấn đề sợ chết, mà sợ đau, sợ tiếc mà quán. Mà quán tất cả dù là chức vụ của mình. Mà quán vậy chi biết không? Lỡ mình có làm chuyện đó không có khổ. Trời ơi trời, trụ trì mà đi khóa cửa, trụ trì mà đi rửa chén, không có gì hết á. Rồi bây giờ quý vị cứ nhìn vào xã hội, tất cả những người mà làm lớn đều là những người cực, đều là những người phải bao thầu, bao sái tất cả những việc còn lại của nhân viên mình để lại cho mình. Chứ đâu có phải đâu, mình chức lớn thì phải việc nhiều, mà đôi khi việc gì của mình toàn là việc lắp ráp sửa chữa. Quý vị đi nhà băng á, nhân viên cái mấy cái cô teller mà làm gì sai, mấy cô không biết đường ra, phải nhờ boss tới, vì mấy người đó mới biết bấm nút làm sao để nó ra khỏi cái phạm vi làm sai đó. Chứ các nhân viên họ chỉ theo công thức 1, 2, 3, 4 thôi, mà nhảy đang 3 cái nó nhảy 5 cái không biết lần làm. Thì phải nhờ tới người boss, mà người boss là phải làm những cái chuyện sửa những cái trật hư của nhân viên đó. Quý vị thấy được điều đó không? Thấy được điều đó rồi thì tâm mình nhẹ nhàng. Cho nên mình dù có vô trong một cái hội đoàn nào, mình giữ chức hội trưởng, hội phó, bất cứ cái tên chức gì, cũng biết điều là phải làm việc thôi. Cho nên Tây Du Ký, cái câu chuyện mà ông Tôn Ngộ Không mà nhận chức mà tung tăng, rồi cuối cùng là mà bực bội với cái chức của mình đó, nó tương ứng với cuộc sống của chúng ta đó. Và cái tâm thức của chúng ta chẳng khác nào như ông Tề Thiên vậy đó. Giữ chức một chút mà tưởng mình to, mình mới có 100 ngàn mà tưởng mình triệu phú vậy đó. Thí dụ vậy. A Di Đà Phật, xin thầy cho con biết làm cách nào để không có tâm nghi kỵ tật đố so sánh người này với người khác. So với ai? À sao ông thầy kia ông không có tóc mà tôi còn tóc nữa. Mình nếu mình so vậy để mình làm cho bằng thì đỡ hơn. Hồi đó có một cái ông chủ đó. Ông đi đâu cái ông cũng lấy cái ổ khóa, ông khóa cái cửa lại. Rồi cái ông để cái chìa khóa, ông khóa xong rồi á, ông mới rút cái chìa khóa ra, ông bỏ trong túi á. Rồi ông đi du lịch qua Nhật, qua Hàn, qua các nước. Thì một hôm nọ, cái ổ khóa nó mới nói với cái chìa khóa. Nó nói á, làm cái thân phận chìa khóa của anh vậy mà có phước. Chủ đi đâu, chủ cũng bỏ vô túi, chủ dẫn theo. Còn thân phận của tôi á, tôi phải bị ổng á, gài vô cái ngay cửa này, rồi mãi mãi tôi cứ ngồi chỗ này, tôi không biết trời đất gì hết trơn. Cái ống ổ khóa nó ganh với cái chìa khóa. Một hôm nọ, ông chủ đút cái chìa khóa vô khóa xong thì quên cất cái chìa khóa vô túi đi. Sẵn dịp cái ổ khóa nó quá tức cái chìa khóa rồi, nó bực bội quá, nó dùng dằn, nó làm cho cái chìa khóa văng vô cái thùng rác. Ông chủ lát đi về kiếm chìa khóa không ra, kiếm quá trời không ra, giá ông địa cũng không ra. Cuối cùng ông phải lấy cây búa, ông đập bể cái ổ khóa đó.
đập bể ổ khóa, bây giờ không có chìa khóa thì bây giờ muốn vô cái nhà đó phải đập cái ổ khóa đi. Đập xong cái ổ khóa, không cầm ổ khóa sẵn vút vô cái thùng rác. Tới hồi ổ khóa vô gặp cái chìa khóa nằm trong cái hai đứa ôm nhau khóc. Ổ khóa nó trời ơi, phải tao biết tao cũng vô đây vậy, tao đâu mà vút vô đây làm chi. Quý vị hiểu được câu chuyện không? Thôi vậy trả lời được câu này rồi ha. Trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện á, ông thầy đó ông đau chân, ông có hai đứa đệ tử, thì ông Pháp Bông á thì lo tới cái chân trái, ông Pháp Hoa lo chân phải. Mà Bông Hoa nó ưa nhau, nó ghét nhau, mà nó ghét luôn hai cái chân mà hai đứa nó bóp. Bữa nọ Pháp Hoa đi giảng, Pháp Bông ở nhà thích khe chân trái, sẵn thấy chân phải không có chủ, lấy búa đập gãy cái chân phải, tại vì ghét ông Pháp Hoa. Pháp Hoa đi về bóp chân phải cho sư phụ, ủa sao cái chân của mình thường bóp bữa nay nó gãy rồi, chắc thằng Bông chứ không ai hết á. Lấy búa đập gãy luôn cái chân trái của ông sư phụ. Cuối cùng Bông Hoa ghét nhau, đập mà cái người chịu gãy hai chân là sư phụ. Mình cũng y hệt vậy, người này mình ganh với người kia, hỏi ganh với ai vậy? Diệu Bông ganh với diệu hoa. Diệu trái ganh với diệu quả. Thí dụ vậy đó. Thì cái cuối cùng cái lỗ lã là ai? Là thầy của mình, là Phật bổn sư của mình. Rồi bây giờ cha mẹ anh em mình ganh, thành thử ra mình mới thấy ví dụ như đó, đối với người dân nước lã mình quán là sao. Ngày xưa nếu mình không có được vô đây làm nè, mình cũng giống như cái chị mới vô này nè. Rồi mình cũng may mắn mình được chủ nâng đỡ mình để mình có địa vị ngày hôm nay, thì tại sao bây giờ mình lại không muốn người khác vô? Trước mình nè, trước khi mình ngồi cái vị trí này hàng chục người trước, rồi ai ganh với mình mà bây giờ mình ganh với người khác? Thật ra cuộc sống đôi khi cứ nhớ những câu chuyện như ổ khóa với chìa khóa, để chúng ta giảm đi cái tâm ganh tị đố kỵ của mình. Kính thầy cho con hỏi, tại sao có nhiều thầy có tên cùng chữ Thích? Tại vì thầy thích. Thưa đại chúng, cái chữ Thích á không phải có từ thời Phật. Cái chữ Thích này là do ngài Đạo An ở Trung Hoa ngài đề xướng. Bởi vì ngài nói rằng tất cả các thầy xuất gia theo Phật đều là đệ tử của Phật Thích Ca. Thì bây giờ nếu như mình đã nhận mình là đệ tử con Phật, thì thôi bây giờ mình để cái chữ Thích đó, thay vì mình để là Thích Ca Pháp Hòa, thì bây giờ bớt cái chữ Ca đi, lấy chữ Thích. Nhưng mà cái chữ Thích Ca đó, nó không phải là nghĩa gì cả, không phải là tôi thích hát, mà chữ Thích Ca đó là nó phiên âm từ tiếng Phạn là Sakya. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được gọi nguyên tiếng Phạn là Sakya Muni, và hôm nay chúng ta đã phiên âm đó lại là Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì chữ Thích Ca Mâu Ni là phiên âm từ tiếng Phạn là Sakya Muni. Cho nên gần đây có một số các thầy, thay vì xài chữ Thích gì đó thì thầy đã dùng nguyên chữ luôn, Sakya gì đó. Thí dụ như thầy đó là Pháp Hương, Sakya Pháp Hương, Sakya Pháp Hòa. Thí dụ bây giờ mình introduce, mình giới thiệu mình với người Mỹ, hay là người Ấn Độ, hay người Tích Lan, mình nói Thích gì đó, họ không biết chữ Thích đó là gì đâu, thì mình ghi chữ Sakya. Nhưng mà bên chỉ có truyền thống Việt Nam Trung Hoa mới xài chữ Thích, chứ còn Ấn Độ, Lào, Campuchia người ta không có xài chữ Thích. Người ta không có nói ô tôi là Thích Ananda, tôi là Thích Rahula, không có.
Vậy thì chữ thích này nó chỉ có ở các nước Phật giáo phương Đông thôi, như là Việt Nam, Trung Quốc hay là Hàn Quốc, Nhật Bản, chứ còn không có ở các nước phương Nam Phật giáo. Làm sao chúng ta có thể diệt trừ được sự tham? Tham không thể trừ, bớt là mừng rồi. Nhưng mà thưa đại chúng, là tham là gì? Là cái mà chúng ta muốn những cái chúng ta tham. Nó có hai loại. Có khi chúng ta tham những cái chúng ta không cần, và có đôi khi chúng ta tham quá cái chúng ta cần. Có những cái không cần mà lấy là tham, đủ rồi mà vẫn lấy mới gọi là tham. Còn nếu như trường hợp mình cần bao nhiêu mà lấy bao nhiêu thì không gọi là tham. Vậy thì tham là một phần trong cuộc sống của chúng ta, vì chúng ta là con người, mà bản chất con người là có tham. Nhưng mà tham mà đừng có để mình tham cái kiểu mà mình bị cái nghiệp tham nó lôi. Khi chúng ta lấy đủ để mình xài gọi là muốn. Còn khi chúng ta lấy hơn cái mình cần thì gọi là tham. Cái gì mình không cần đừng lấy để cho người khác xài, ngay đó mình hết tham. Hay là mình tạm thời mình nói ngay đó là mình tu cái tham. Chứ còn nói diệt trừ thì khó, tại vì mình vẫn còn sống trong cuộc đời. Mà cõi chúng ta được Đức Phật gọi là cõi dục, gọi là cõi ham muốn. Cho nên Đức Phật không có nói chúng ta gọi là đừng muốn gì hết, mà Đức Phật nói sao? Ít muốn. Nhưng mà ngược lại chúng ta nhắc Phật dắt mình sao? Biết đủ. Biết đủ thì chúng ta vẫn muốn, nhưng mà ít muốn, muốn cái đủ thôi, chứ đừng muốn cái dư, cái hơn. Thế thôi. Con xin giải đáp, xin thầy giải đáp sự khác biệt giữa kinh tiểu thừa và kinh đại thừa. Nếu con hiểu không sai thì quý sư Vinh Lâm Tông thường đọc kinh tiểu thừa. Nếu cả hai kinh đều là lời Phật dạy thì tại sao lại phân biệt? Thưa đại chúng, cái chữ tiểu thừa, đại thừa đó, ngày xưa Đức Phật nói là Đức Phật không có cái ý là phân biệt ai nhỏ ai lớn gì cả, mà chỉ có muốn nói rằng á, người nào sống mà mình chỉ lo được cho phần mình thì Đức Phật gọi đó là tiểu thừa. Mình giang tay mình giúp được cho thêm người thì gọi là đại. Ý muốn nói là cái hành động đó, chứ không có khen chê. Ví dụ như cái hoa này là hoa cúc. Có một loại hoa cúc nó bự nữa đó, thì cúc đó gọi là cúc đại đóa. Thì mình gọi đúng cái tên đó, vì nó lớn thì gọi là đại đóa. Vậy thôi. Ở đây trường hợp này cũng vậy. Người chỉ có khả năng lo cho mình gọi là tiểu thừa. Xe nhỏ, giống như quý vị xe 4 cửa chở maximum 5 người. Tài xế người ở trước là 2, ở phía sau ngồi maximum là 3, là xe đó 5 người. Còn nếu như á, mình mua chiếc xe van chở được 7 người, ráng nữa thì được 8. Còn có những em nhỏ nó mua xe sport, chở được nó với người yêu nó thôi, nó là tiểu thừa. Xe 5 cửa là trung thừa, xe van là đại thừa. Hay nói cách khác, xe bus là đại thừa, xe van là trung thừa, xe 5 chỗ là tiểu thừa. Chỉ có ý vậy thôi. Nhưng mà ở đây nói về kinh điển đại thừa là kinh gì? Những kinh điển mà chứa đựng những ý nghĩa cao xa, đưa chúng sanh lên để khai triển cho chúng sanh thấy rằng tất cả chúng ta có khả năng tu giống Phật để thành Phật. Đó là những kinh điển đại thừa, tức là đưa cái tư tưởng cao lên, nghĩa là đưa cho cái tâm thức chúng ta đừng có bị hạn chế là tôi mãi mãi chỉ là những người hầu Phật thôi chứ không được làm gì hết. Thì kinh điển đại thừa không có nói cái đó.
mà muốn chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta có khả năng đó. Kinh Pháp Hoa là một ví dụ. Cùng tử không dám nhận cha mình, mặc dù cha mình có tiền của rất nhiều, và thậm chí kêu anh trở về, anh sợ quá ngất xỉu, chỉ dám chấp nhận mình là một người hốt phân thôi. Thôi cha cũng phải biết căn cơ nó tới đó thôi, nói hơn không được, thôi cho nó hốt phân đi. Rồi cuối cùng cha phải cải trang, mặc đồ giống nó để xuống để làm gì? Để có thể gần gũi được với đứa con nghèo nàn đó. Rồi không dám nhận nó liền nữa, nó thôi ta thấy người làm tốt quá ở đây với ta nghe, ta nhận người làm con. Đến khi ông sắp chết, ông mới dám tuyên bố đây là con của tôi. Vì lâu nay tôi đi, tôi nó thất lạc, bây giờ gia sản này tôi để lại cho con của tôi. Tự nhiên người đó giàu có lên. Thế Tôn chúng con cũng không khác. Thế Tôn là người cha giàu có, chúng con là những cùng tử, chỉ dám nhận mình là người hốt phân mà không dám nhận mình là con nhà giàu, con của Pháp Vương. Hiểu ý cái chỗ đó không? Cho nên cái bộ kinh Đại Thừa đầu tiên mà xuất hiện là kinh Duy Ma Cật, đưa cái địa vị của một người cư sĩ. Rồi kinh Thắng Mang đưa phu nhân Thắng Mang mà có những nguyện rất lớn. Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh, một cô bé 8 tuổi mà phát nguyện lớn, vân vân. Những kinh điển Đại Thừa là những kinh mà bất cứ, nghĩa là những người trong xã hội đều được ấn chứng. Long nữ cũng có thể thành Phật, vân vân. Yeah. Thì nói tóm lại, mình hiểu Đại Thừa là gì? Tức là những người có cái tâm rộng hơn có thể lo được nhiều. Và kinh điển Đại Thừa là những bộ kinh đưa ra những cái hình ảnh mà mình đọc kinh Đại Thừa thì phải có cái tâm gọi là tiếp nhận giáo nghĩa sâu sắc, mình mới thấy được kinh điển Đại Thừa. Thôi mình không có chấp nhận được, tại vì kinh Đại Thừa nói những cái chuyện quá ư là gọi là thần thông biến hóa. Cái phòng của ông Duy Ma Cật, cái nhà, cái phòng ông có chỉ có nhỏ xíu thôi mà 32.000 người vô đó ngồi được. Làm sao tin được cái chuyện đó? Nhưng mà nếu mình không lấy con mắt Đại Thừa, cái tư tưởng Đại Thừa thì không thể nào tiếp nhận được hình ảnh đó. Vậy thì cái phòng, cái nhà của ông Duy Ma Cật là tượng trưng cho cái tâm. Tâm mà rộng thì dù chật cũng có thể dung chứa được. Con xin hỏi thầy, con đau khổ rất nhiều và con cũng nghe kinh và niệm Phật. Con xin bỏ hết đau khổ và phiền não tiêu tan đi hết. Sao con chưa làm được? Con xin thầy hướng dẫn cho con. Cái này là chữ viết của một cô. Lên gặp cô Linh Minh thì cô chỉ cho. Thưa đại chúng, bất cứ khổ đau, phiền não nào, nó cũng cần có thời gian để nó tiêu hóa. Mình đọc kinh, mình lại Phật, mình mới làm được cái phần hình thức văn tự, nhưng mình chưa đủ quán chiếu để mình thực chứng. Bát nhã có 3 loại: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thực chứng bát nhã. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh ngày nào cũng tụng ráng ráng, đó mới chỉ là văn tự bát nhã thôi. Mình phải ứng dụng bát nhã trong cuộc sống của mình, phải quán làm sao thấy cho được sắc tức là không, khổ chính là hạnh phúc. Tại sao khổ là hạnh phúc? Thí dụ như nói trời ơi, tự nhiên giờ người đó bỏ con rồi, con khổ quá, nhưng con quán ra được một điều, nhờ người đó không còn với con cho nên con free, con đi chùa. Cho nên chắc gì người ta bỏ mình là đã khổ đâu, người ta giải phóng cho mình mà, người ta cho mình được cái tự do mà, tại sao lại khổ? Trong cái khổ đó nó có cái hạnh phúc, nhưng mà tại mình chưa thấu ra thôi. Quý vị ở đây có ai uống trà đinh chưa?
Cái lá trà nó cuốn như cái đinh vậy, đắng ơi là đắng. Vậy mà uống xong cái miếng đắng đó, nó vượt khỏi cổ họng cái là cái vị nó ngọt, mà nó làm mát. Khổ qua ăn nó đắng, nhưng mà sao cái đắng đó là gì? Mát. Cho nên cái gì mà đắng gọi là khổ, cái gì mà đắng gọi là khổ. Nhưng mà đắng chừng nào thì cái vị thuốc nó lại tốt chừng nãy. Khổ dược lợi ư bệnh, thuốc đắng có lợi cho bệnh. Khổ dược tức là thuốc đắng, lợi ư bệnh là có tốt cho bệnh của mình. Mình niệm Phật tụng kinh mới văn tự thôi, bây giờ vượt văn tự quán chiếu, cái khổ của mình chắc đã là khổ nhất chưa? Chưa đâu, còn muôn ngàn người ta khổ hơn mình nữa kìa. Và cái câu mình có thể quán là gì? So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này là hạt cát có ra chi. Cái vũ trụ mênh mông này, thiên hạ người ta khổ hơn mình dữ lắm kìa. Hỏi chị khổ vụ gì? Trời ơi, tôi làm ra nhiêu con tôi nó phá nhiêu. Mô Phật, chị còn có phước, còn đi làm có của cho nó phá. Còn tôi nè, tôi không còn gì mà nó phá, mà tôi phải đi vay nợ, tôi trả nợ. Có những người phải đi mấy mượn tiền trả nợ cho con. Mà cái người mà cho nó mượn nợ không kiếm nó, kiếm má ba nó thôi. Thì bây giờ so với cái người nghèo mà phải trả nợ cho con, với mình làm nhiêu con nó phá nhiêu, ai hơn ai? Cho nên so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này là hạt cát có ra chi. Quán được như vậy gọi là quán chiếu bát nhã. Văn tự khổ, trời ơi tôi khổ quá. Thấy không? Cho nên có cái gì, cái bài hát gì đó, bây giờ tôi chẳng con tiêu gì đó, vì người ta cứ phụ tôi hoài. À, thấm rồi đó. Thấm rồi đó. Tại vì cái này là bắt đầu quán chiếu rồi. Bây giờ là quán chiếu khổ. Văn tự khổ là mình nói lên cái khổ của mình. Đừng bỏ em một mình, trời lạnh lắm, trời lạnh lắm vậy đó. Cái đó là, cái này là mấy người đang kêu đúng tên khổ đó. Đến một lúc nào đó quán được cái khổ rồi, gọi là quán chiếu cái khổ. Đọc tên khổ của mình là văn tự khổ. Quán thấy được cái khổ của mình là một phần trong cuộc sống. Có đến thì có đi, có hợp thì có tan, có trẻ thì có già, có sống thì có chết, có đói thì có no rồi có đi, đi ra đó. Có ra mới có vô. Cuộc đời nó có cái gì nó tuyệt đối đâu. Mình ăn xong 2 tiếng sau thì nó phải ra chứ. Nếu nó không ra là uống thuốc cho nó ra. Bởi vì nếu mà nó không ra nghĩa là bệnh. Thấy chưa? Thành thử cuộc sống mà nếu không khổ, không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc, không buồn thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa trên đường đi vô trong cái chánh điện này nè, Pháp Hòa chắp tay, Pháp Hòa đảnh lễ xá Hòa Thượng Sư Ông. Thì khi Pháp Hòa xá xuống thì Pháp Hòa nhìn bút tích của Hòa Thượng, Pháp Hòa thấy có 2 chữ Hòa Thượng để: thi vị tùy duyên. Có ai thấy chữ đó không? À, đi chánh pháp hoài, xá Sư Ông hoài, mà tại vì á, mình luôn luôn nhìn cái bự mà quên để ý cái nhỏ. Sư Ông để chữ trong đó, thi vị. Cuộc đời biết nhìn nó thi vị lắm. Và chính thi vị như vậy rồi cho nên sống tùy duyên. Sư Ông nhắc nhở mình đó. Sư Ông viết mấy chữ đó hồi 2004. Quý vị có thể viết cái câu nãy qua đọc vậy đó: không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc,
Không buồn thương sao biết kiện con người? Không nghèo đói làm sao thi vị hóa? Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều? Mình có lang thang mới biết nè, chỗ tôi bây giờ lạnh hơn đây. Rồi quý vị ngồi đây quý vị than, trời ơi sao xứ này lạnh quá, đi qua Canada đi về cái hạnh phúc rồi. Cho nên viết một câu bỏ túi: so với cái vũ trụ mênh mông của trời đất, nỗi buồn này hạt cát có ra chi? Ai cũng dành cái nhất hết á, tôi là người khổ nhất, không bao giờ chịu khổ nhì hết á. Tại vì sao? Tại vì mình là gọi là cái kiểu mà nhà nghèo đứt tay, nhà giàu đứt tay, như ăn mày đổ ruột, khổ một chút cũng rên. Thưa nói như vậy không có nghĩa là mình không khổ đâu, khổ hết á. Nhưng mà tại vì cái câu hỏi là làm sao quán, thì Pháp Hòa thưa là tụng kinh niệm Phật mà hết khổ chưa chắc. Bởi vì nó chỉ là văn tự chứ chưa đi tới quán chiếu. Văn tự khổ là mình gọi ngay tên khổ của mình. Quán chiếu khổ là mình thấy mình và người khổ giống nhau. Người khổ con, tôi khổ chồng. Người khổ má chồng, tôi khổ má vợ. Người khổ vợ, cũng có người khổ vợ, cũng có người khổ con, cũng có người khổ sự nghiệp, đủ thứ khổ hết. Thì cuộc đời này chẳng qua là mỗi người mỗi cái khổ. Không ai ngồi đây mà nói tôi không khổ hết. Nhưng mà người nào cũng nói trời tôi khổ nhất. Quý vị có 5 người con, một ông chồng hay một cô vợ rồi rên, mà đi tới đâu cũng đóng lò than. Tại Pháp Hòa không than. Pháp Hòa mà chịu than quý vị ngồi nghe 365 ngày cũng có chuyện để cho Pháp Hòa than cho quý vị nghe nữa. Nhớ là bát nhã có 3 loại: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã, thật chứng bát nhã. Khổ là văn tự khổ, giống như mình đang chịu đó là văn tự khổ. Phải quán chiếu cho được khổ này giúp cho mình tiến hóa, và người khác cũng khổ giống mình, gọi là quán chiếu khổ. Rồi cuối cùng là sao? Thật chứng khổ. Thật chứng khổ. Chết là chết, chết đâu có hết. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Tại vì mình còn gặp nhau trong muôn ngàn nẻo sống. Chết là chết nhưng đâu có hết. Chết mà đâu có hết phải không? Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Ra đi vào cõi an nhàn đó. Thôi một câu nữa là mình nghĩ. Con thường thấy người thân mất, đặc biệt là 49 ngày. Trong nhà thường phát nguyện ăn chay, con không biết ý nghĩa đó là gì. Nhưng điều đó không phải việc xấu. Nhưng điều con thắc mắc là họ bắt con ăn, bắt con của con phải ăn chay. Theo con thấy điều đó không được đúng lắm, vì phải để họ tự phát tâm tự nguyện. Thứ hai, con có nghe một số cô bác nói, nếu mình không quy y thì khi mất sẽ không được vào chùa hoặc không được gặp Phật. Con thấy hơi vô lý, nhưng vì không đủ kiến thức để đáp lại họ. Vậy là thầy nói xong cái bắt đầu đủ kiến thức thì đi đấu phải không? Thưa đại chúng, là khi mình có người thân mất á, không phải chỉ ăn chay mới gọi là cầu siêu cho họ. Bất cứ việc lành thiện nào chúng ta làm đều được hết. Bây giờ ví dụ mình là truyền thống Bắc Tông Đại Thừa, mình ăn chay. Các vị bên truyền thống Nam Tông, như Lào, như là Campuchia, như là Tích Lan, Miến Điện, người ta có ăn chay đâu. Thì cái ý nghĩa mà ăn chay 49 ngày này đối với họ không có ý nghĩa gì hết, tại họ đâu có ăn chay. Nhưng mà nếu như trường hợp mà mình ăn chay mà mình ngoài ra mình làm biết bao nhiêu những cái điều tác hại khác, thì người thân mình cũng không có được lợi. Cho nên ăn chay là một phần nhỏ, trước hết là cho mình.
Sẵn đây Pháp Hòa trả lời câu hỏi ngày hôm qua luôn. Ngày hôm qua có câu hỏi là tại sao trong kinh nói là mình cầu siêu cho người chết mà người chết hưởng có một phần mà người sống hưởng sáu phần? Là rõ ràng là người chết hưởng một phần là bưng bàn thờ để thôi. Còn người, nhưng mà người chết vì họ mà mình sống mà do độ họ mình ăn, vậy thì nói là cái ăn mà trước hết là mình hưởng rồi. Mình hưởng được cái phần chai lạc cho thân tâm mình trong suốt 49 ngày đó. Rồi bây giờ mình nói tụng kinh cho người chết nghe, họ không có nghe mình không biết, nhưng mà rõ ràng con cháu mình ngồi lại tụng kinh là mình benefit quá trời không? Mình tiếp thu được biết bao nhiêu điều lợi lạc trong kinh rồi mình ứng dụng mình sống không? Như vậy rõ ràng mình hưởng cái phước đó. Nhưng bây giờ cái câu hỏi được đặt là nếu mình không muốn hưởng sáu phần đó, mình cho luôn người chết mình được không? It's up to you. Tùy hỷ của mình. Tuy nhiên trong kinh cũng có nói mình cho hết họ, nhưng mà quan trọng là họ đủ phước để hưởng nhận cái đó không. Rồi nói tới nói lui cuối cùng phải trở về gì? Mình phải tự tu để đủ phước, mai mốt ai cho mình nhận được. À, bác ơi bác, người ta thương con quá, người ta cho con nguyên hũ kem sầu riêng nè, con không ăn con cho hết bác luôn á, bác được lấy con, nhưng mà sorry bác không có freezer. Cũng thế, người ta cho mình nhiều cũng được hết á, mà quan trọng mình đủ phước để nhận không. Thì nói như vậy là chỉ muốn trở lại nói với chính bản thân của mỗi người chúng ta, anh phải nỗ lực anh tu. Một là lỡ ai không hồi hướng anh cũng có anh xài, mà lỡ ai hồi hướng cho anh cũng đủ khả năng để anh tiếp nhận cái đó. Bây giờ một đứa con mà nó mới có 5 tuổi mà mình đưa nó 100 đồng để nó xài mỗi tuần, có tác dụng gì nó không? Không. Nó không đủ tuệ giác thông minh để nó xài cả 100 đó. Cho dù mình đưa nó 100 thì nó cũng coi như tờ giấy. Rồi cái người mà họ không biết xài tiền, thí dụ hoặc là phung phí tiền đó, mình đưa bạc ngàn họ cũng tiêu hết, chứ đừng nói là đưa 100. Vậy thì quan trọng là người đó có đủ tuệ giác thông minh để nhận cái tiền mình cho đó. Còn cái chuyện hồi hướng công đức, mình cho hết mà, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả mà. Đâu có câu thứ ba là giữ lại một phần cho con nữa. Nhưng mà cái quan trọng anh nhận được không. Ăn chay chỉ là một phần trợ duyên cho chính mình, bởi vì khi đó mình thanh lọc thân tâm bằng chay tạc. Nhưng mà nhớ là nó chỉ có thể ứng dụng trong truyền thống này thôi. Như vậy nó không phải là cái giáo lý chung của tất cả. Chẳng qua là mình là người Việt Nam, người Trung Hoa, mình có vấn đề ăn chay, mình mới nói ăn chay cho người thân. Chính yếu là chúng ta tạo phước, in kinh ấn tống, làm từ thiện, tụng đọc kinh để cho người đó nghe. Ví dụ như mình đọc kinh Vô Thường. Kinh Vô Thường là kinh gì? Này chư tăng, ở thế gian có ba việc không đáng ưa, không màu mỡ, không như lòng, không đáng nhớ. Vì là ba ấy là già bệnh cùng chết kiếp người ta. Ở thế gian không già bệnh không chết chóc thì Như Lai đâu cần có mặt ở đời này. Vì cuộc đời này có già bệnh chết cho nên Như Lai mới có mặt, để chỉ cho chúng sanh, nhắc nhở chúng sanh biết anh sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết. Thật ra Đức Phật không nói mình cũng già bệnh chết, nhưng mà già bệnh chết trong quên lãng khổ đau. Còn Đức Phật nhắc nhở cho mình thì có già, ok tôi chấp nhận vì tôi biết tôi sẽ già. Nên có 5 cái điều quán tưởng đó. Tôi thế nào cũng sẽ già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng sẽ bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng sẽ chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Là 3 rồi phải không? Tôi thế... Rồi mai này tôi cũng xa lìa tất cả những người thân của tôi, tôi không thể nào mãi mãi sống với họ. Là 4 phải không? Thứ 5, tất cả
cả những gì của tôi sẽ để lại, chỉ có một điều tôi có thể đem được, đó là phước hay tội mà thôi. Đó là năm điều quán tưởng. Đâu phải đợi tới chết mới tụng không? Hàng ngày cũng nên tụng cái đó. Tụng cái đó để nhắc nhở mình. Thôi thì tóm lại, tất cả những gì nãy giờ chúng ta nói, nó cũng chỉ là văn tự thôi. Rồi bây giờ quý vị có nghe, quý vị đem về quý vị quán, quán chiếu, để rồi chúng ta thật chứng được những điều Phật nói. Tất cả ba cái câu này nó có thể ứng dụng trong tất cả các cái pháp chúng ta tu, chúng ta nghe, chúng ta học. Cái gì chúng ta nghe, chúng ta học cũng chỉ mới là văn tự. Rồi chúng ta phải đem về, chúng ta tư duy quán chiếu, gọi là quán chiếu. Rồi khi chúng ta thẩm thấu được nó, làm sao biết mình chứng được nó? Làm sao biết? Khi nó đến, tâm mình vẫn nhẹ nhàng tiếp nhận nó, có thể thoáng buồn mà không thống khổ, là mình biết mình có một phần chứng nhập được đạo lý đó. Mà cái đó có cần khoe với ai không? Không. Cái đó có cần phải ai xác định không? Như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri. Như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Mình biết mình là hơn hết. Thôi, hết giờ.